Các bạn nhìn này, sau khi mà các bạn đã đi được logo rồi, các bạn sẽ tìm ra cái tín hiệu nhận diện bằng cái module. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến một cái phần thiết kế, đó là thiết kế ra quảng cáo trên Facebook. Và để muốn thiết kế trên quảng cáo trên Facebook thì chúng ta sẽ có hai giá trị để chúng ta làm. Một là chúng ta sẽ làm bìa của fanpage nhá. Hai là chúng ta sẽ thiết kế cái ảnh chiến dịch để chúng ta chạy quảng cáo app nhá. Thì để muốn làm được điều đấy thì các bạn sẽ tạo cho tôi một cái file. Các bạn sẽ chọn vào phần new file này. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn cho nó một cái kích thước 900 đúng không? Nhân với 603. Sau đó thì ở đây chúng ta sẽ tăng cái giá trị thêm một tí nữa là 180. Tôi để độ phân giải là 180. Và tất cả những cái thông số này thì các bạn sẽ nhớ là đây là những cái kích thước, và cũng lưu ý rằng là những cái kích thước của cái quảng cáo trên Facebook hay là cái gì đó thì nó sẽ cập nhật theo thời gian. Và mỗi một cấp độ thời gian thì các bạn tốt nhất là bạn cứ lên trên Google các bạn search lại xem là kích thước nó đã chuẩn chưa để chúng ta làm mà. Bởi vì em thấy là thuật toán của Facebook nó cũng thay đổi thường xuyên, nên là chúng ta cũng sẽ phải thiết kế theo kiểu, theo cái cách của nó, theo đúng thời điểm, thời gian đấy nha. Sau khi mà tạo ra thì các bạn để ý cho tôi ở đây nó sẽ có một cái cấp độ về cái khổ giấy. Thì cái khổ giấy đầu tiên của các bạn sẽ phải làm cho tôi một cái phần Windows, và chúng ta chọn vào phần chúng ta chọn vào View, chúng ta chọn vào New Now. Tất nhiên là tại sao phải chọn ra cái này, bởi vì là khi mà chúng ta chọn ra cái này thì cái việc thiết kế của chúng ta thì cái phông chữ hoặc là cái nội dung của chữ chúng ta đã sẽ ít khi vượt quá được khoảng 20% giá trị của cái ảnh đó. Thì đấy là một trong những giá trị để khi mà các bạn làm thiết kế quảng cáo trên Facebook Ads thì nó sẽ hợp thức hóa, là nó sẽ ưu tiên những cái đối tượng mà hợp nhà nó hơn. Tách nhiều quá người ta sẽ không đọc. Và các bạn cũng nhớ một điều rằng là khi mà các bạn dùng một cái sản phẩm nào đó mà mình bây giờ mà chúng ta dùng một cái logo của một cái thương hiệu khác, nhớ nhá, logo của thương hiệu khác này chúng ta đưa bừa vào và logo đấy rất nổi tiếng, thì bạn yên tâm một điều rằng là bạn sẽ không chạy được, thậm chí là người ta sẽ không cho bạn chạy quảng cáo đâu. Và có những cái mà khi mà các bạn lập ra những chiến dịch bạn lên cam mới thì rất là dễ chết với những cái nick mới, rất dễ chết. Còn những cái sản phẩm mà bên công ty nào mà người ta truyền thông nó chuyên nghiệp rồi thì chúng nó sẽ tạo ra một cái hệ thống vỏ bọc cho cái của cái page đó, và các bạn chạy thì nó sẽ không bao giờ bị chết, nó có vỏ bọc và nó sẽ lách được cái giá trị đấy. Nhưng một số sản phẩm hiện tại trên Facebook đang cấm, ví dụ tôi nói về rượu, phần thứ hai các bạn thực phẩm giảm cân là các bạn sẽ thấy rằng người ta sẽ cấm hoàn toàn. Bởi vì nếu mà các bạn cứ lên đấy phát là chết tài khoản như liên tục đấy, nó sẽ không cho các bạn chạy đâu, bởi vì vi phạm cái tính cộng đồng của chúng ta. Và nên thường thường tất cả những cái thực phẩm giảm cân đấy mà chạy được ở trên trên page thì người ta gọi là, một là người ta sẽ chết tài khoản, sau đó người ta lại cắm thẻ vào người ta lại chạy tiếp. Và đối với những cái chỗ mà chuyên nghiệp thì người ta sẽ chạy những cái dòng đó liên quan đến hệ thống, gần như nào cả một cái túi đựng toàn thẻ thôi, thẻ ngân hàng đó. Nếu người ta tính theo cấp độ chuyên nghiệp nên là chúng ta cũng nên là làm cái bất cứ một cái sản phẩm nào thì các bạn nên tìm hiểu thị trường một tí nhá. Nào, chúng ta chọn là New Now. Với phần New Now như này thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây chúng ta sẽ có cột nằm ngang, và tôi sẽ để số 5 và bỏ cái khoảng cách giữa các cột đi. Đây là khoảng rộng giữa các cột đây ạ. Cái này thực ra là hồi xưa thì người ta sẽ ứng dụng trong việc thiết kế, là các bạn thiết kế trên website người ta sẽ chia cho các bạn là 12 cột. Khoảng cách giữa các cột nó rơi tầm khoảng 32 nếu kích thước của chúng ta là 1440 liên quan đến thiết kế web nha. Còn bình thường thì các bạn để nguyên cho tôi bằng 0. Sau đó chúng ta có cột nằm dọc rồi thì chúng ta sẽ tích vào đây, chúng ta sẽ có cột nằm ngang, và lúc này chúng ta bỏ vào đây là 0. Cái này sẽ không ứng dụng cho những phiên bản đời cũ, như là ví dụ các bạn dùng CS6 là không có cái này. Cũng nói trước cho các bạn biết luôn. Và khi mà thiết kế như này thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã tạo ra một cái phiên bản mới, một chiều là 5 và một chiều là 5. Cái này các bạn áp dụng trên Inloop cũng tương tự như vậy. Được chưa? Cấp độ thứ hai của các bạn là gì ạ? Các bạn phải dàn một cái bố cục, và cái bố cục nó sẽ liên quan đến việc thiết kế của các bạn thôi. Việc thứ hai là bạn sẽ phải có một cái nguồn tư liệu để các bạn thiết kế, và cái nguồn tư liệu này là do khách hàng người ta cung cấp.
khách hàng cung cấp nhá. Và nhớ một điều rằng làm cái gì làm, nhưng mà vấn đề là cái banner của chúng ta nên phải đủ đủ độ đứng cùng với cái tất cả những thể loại banner khác. Còn nếu mà chúng ta không làm được thì chúng ta cũng không thể đứng được, không đứng cùng với cùng sân với những cái người mà người ta làm cho nó bắt mắt được. Và chúng ta có làm được bắt mắt không? Hãy làm cái thời gian này cho nó nhuyễn và nó trở thành cái bản năng của các bạn, thì sau này bạn làm nó rất là dễ. Chứ còn có nhiều người nha, khi đến một công ty thử việc, người ta bảo là em ơi em có làm được ánh sáng này không? Không làm được, nghỉ việc luôn nha. Người ta sẽ không nhận những cái người mà không làm được những hiệu ứng đấy. Đó, ok, thì lúc này tôi sẽ chọn một cái người mẫu ở trên mạng cho các bạn. Tôi sẽ chọn vào Photoshop và tôi kéo vào đây. Tôi đặt vào đây. Đây là một cái hình ảnh, thì chúng ta ấn vào Alt Ctrl Y ngắn để kiểm tra cái thông số kỹ thuật lại. Tất nhiên ảnh này rất to, 1466 và một chiều là 1008 và độ phân giải là 72. Tất cả những cái ảnh mà các bạn đi kiếm ở trên mạng đều có độ phân giải từ 72 đến 696 đến 120 là cùng thôi, không có chất lượng xịn đâu. Nên là các bạn có thể làm online được, nhưng mà nếu làm offline và in ấn thì xin lỗi nha, các bạn sẽ trở thành những người mà nếu mà chúng ta rất tham lam và không có tìm hiểu thì chúng ta sẽ rất là trả giá với nhiều nhiều cái công việc của chúng ta. Ví dụ in xong đưa khách hàng bảo ôi trời ơi tại sao ảnh nó tệ thế, vậy thì người ta mới sinh ra cái trò là mua ảnh. Phần thứ hai, người ta phải đi chụp ảnh dịch vụ. Đặc biệt khi bạn làm về thiết kế lịch, mà nếu mà các bạn làm không kỹ, bạn đi lấy một cái ảnh nào free trên mạng, nhưng một ngày nào đó cái tác giả này người ta đã đăng ký cái quyền sở hữu trí tuệ của cái ảnh đó, xin lỗi bạn nhé, người ta sẽ gọi điện đến và người ta sẽ yêu cầu bạn phải trả tiền cái cấp độ ảnh đấy. Và số tiền thì không nhỏ nhá, các bạn nhớ nhá. Nào các bạn nhìn vào đây. Sau khi mà chúng ta đã hiểu được cái bản chất của cái này rồi thì chúng ta sẽ phóng to lên một tí để chúng ta sẽ kiểm định là cái ảnh của chúng ta. Cái ảnh của chúng ta thì các bạn sẽ nhìn thấy cái ảnh của chúng ta nó sẽ như này. Nó bị mờ, nó bị vỡ hạn. Và chúng ta sẽ ấn F7 và cái cách xử lý rất là đơn giản thôi. Lúc này chúng ta có thể làm một cái thao tác tạo ra một khổ, tạo ra một cái layer mới. Tại sao tạo layer mới? Bởi vì khi tạo layer mới này tôi sẽ có thể áp dụng được là cái ảnh gốc nó vẫn còn nguyên bản. Bởi vì tôi sẽ dùng một cái hiệu ứng như sau, là trong cái phần Photoshop của chúng ta nó có một phần đó là phần filter. Chúng ta sẽ chọn vào camera raw. Camera raw thì cái phần này thì thực ra bản chất của nó là lấy toàn bộ tất cả lệnh từ cái adjustment sang, từ chỉnh màu các thứ đưa sang, nhưng nó được tổng hợp lại trong một thứ thôi, trong một cái bảng thôi. Và sau khi mà tôi chọn vào đây xong thì các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ hình thành như này. Đối với phiên bản từ 2020 đổ đi thì nó sẽ quản lý theo dạng folder. Và đây là những folder và quản lý theo chiều dọc. Còn đối với phiên bản thấp hơn thì nó sẽ được dàn theo chiều nằm ngang từng mục một này. Và mỗi cái này nó sẽ có biểu tượng mũi tên cho các bạn. Mũi tên sổ ngang này có nghĩa tích thì nó có thể sổ xuống được. Các bạn nhìn chưa? Trong phần này thì cũng không cần phải để ý vội nhiều, bởi vì tất cả những thuộc tính này tôi đều có thể nắm rất là kỹ. Và chúng ta dùng như thế nào, được không ạ? Vấn đề là nếu mà chúng ta có cái bản năng và cùng cái việc chỉnh màu qua adjustment, qua image, chọn vào mode, chọn vào adjustment, tất cả những hệ thống chỉnh màu được, bạn hiểu được bản chất đấy, thì sang đây bạn cực kỳ dễ dàng. Và đây là một trong những cái bảng mà đối với những dân chuyên nghiệp thì người ta có thể làm ra những hệ thống preset và để đi bán, có nghĩa là bán cái action như thế này, sau đó chỉ ấn nút thôi là được. Làm thế nào để lấy cái preset của mình gửi cho người ta? Cái đấy là câu chuyện là chúng ta sẽ nói chuyện sau. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần chính đã nhá. Nào các bạn nhìn vào đây. Ở đây chúng ta sẽ có một vấn đề về chất liệu, thì các bạn sẽ nhìn thấy ở phần detail của tôi sẽ có phần hồi xưa thì phiên bản 18 nó sẽ có tính năng là chúng ta muốn làm mờ, làm nhòe phần nào. Nhưng phần này nó là tính năng cái khả năng thông minh của đối tượng rồi, nên là các bạn sẽ nhìn thấy phần phía trên chính là làm độ ganh. Độ ganh các bạn kéo lên thì bao nhiêu thì tự khắc nó sẽ có ganh như này. Lý do tại vì nếu mà bạn chụp ra một cái ảnh bằng da, nếu chúng ta đẩy cái này đi, chất liệu da nó sẽ nổi hết lên, và nổi hết lên thì nó sẽ rất là đẹp. Tất nhiên quá độ và rộng xấu, đúng không ạ? Các bạn làm về cho quần áo thì người ta sẽ có tổng quan và trích đoạn, nên là thường thường các bạn có thể là quay cái áo rất đẹp, nhưng người ta sẽ zoom lên một chỗ, có thể là đường chỉ may này, cái chất liệu vải có đẹp không thì người ta có thể dùng hình thức đấy.
Đấy, thì vấn đề này lúc này tôi sẽ có cái thuộc tính thứ hai là cái phần noi của chúng ta. Noi chính là phần làm nghề, làm nhiễu. Đây là những cái độ nhiễu của chúng ta trên phần mắt này, các bạn nhìn thấy chưa? Thì các bạn chỉ cần chọn vào cái noi này, các bạn kéo cho tôi thì kéo đến đâu thì độ nhiễu nó sẽ giảm dần lên đấy. Các bạn nhìn theo ạ. Và mịn như này thì thường thường chúng ta sẽ về quê. Về quê rất thích làm những cái ảnh mà da cực kỳ mịn, đánh bóng. Hồi xưa người ta đánh bóng bằng tay, còn bây giờ người ta đánh bóng bằng máy. Đấy, chúng ta có thể tạo ra những cái biểu tượng làm rất là mịn màng, nhưng chất liệu hình thù của chúng ta sẽ bị hỏng đi. Nhìn thấy mà. Ok, sau khi đã chọn xong được cái này xong, chúng ta sẽ đẩy đối tượng lên, rồi chúng ta sẽ làm sao ấn ok cho tôi ạ. Tất nhiên nó còn có độ sắc nét nữa. Thì lúc này cái ảnh của chúng ta đã được thay đổi này. À, cấp độ thứ hai nữa là sau khi mà đã được thay đổi xong thì tôi sẽ làm ra cho nó một cái chất liệu da như sau. À, các bạn để ý là tôi sẽ làm cái chất liệu da. Lúc này các bạn lập ra một layer mới và đổi cho tôi một cái màu nào đó tùy thuộc theo cái cách thức bạn muốn. Tôi sẽ đổi một cái màu như thế này. Thậm chí là các bạn có thể chọn một cái màu ghi là đổ cái màu nó nâu đậm. Được không ạ? Đúng rồi nhá. Sau khi đổ xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi cái lệnh như sau là chọn vào filter, chọn vào noise và chọn vào add noise. Và sau khi chọn add noise thì nó sẽ tạo ra độ nhám của chúng ta, cái bề mặt của chúng ta nó sẽ có phần màu đậm, màu nhạt, màu đậm, màu nhạt, màu đậm, màu nhạt. À, các bạn có thể nhìn thấy rằng là khi chúng ta phóng to lên, các bạn có nhìn không ạ? Chất liệu của chúng ta nó chính là cái này. Và đây chính là phần tôi sẽ làm bề mặt của da. Và bề mặt da này nếu mà tôi đang là chọn 2.1 như này, tôi đẩy cao lên thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ rất là ganh. Độ sắc độ nó sẽ rõ ràng hơn. Còn về đây thì các bạn sẽ nhìn là năm chuột thôi. Chúng ta năm chuột đến mức độ nào mà chúng ta cảm thấy mà chúng ta sẽ đạt được cái mong muốn của chúng ta. Ví dụ tôi đặt là số 2.1.5. Các bạn có nhìn cái này của tôi chưa? À, sau khi đã chọn lựa xong thì các bạn ấn ok. Và tôi nói cho các bạn biết rằng là trong cái việc mà học thiết kế đồ họa không, nó không phải là một con vẹt. Bởi vì là một con vẹt thì bạn luôn luôn là người đi sau người khác. Chúng ta luôn luôn phải là người hiểu. Vậy thì để muốn hiểu được điều đó thì bạn phải đặt một cái ngưỡng đó là gì, thẩm thấu rất tốt rồi. Có nghĩa là cái mặt bằng chung về cái công nghệ, về những cái hiểu về phần mềm của chúng ta ổn rồi, đi chúng ta xem cái gì nó ngấm vào cái đấy và chúng ta được quyền đào thải tất cả những thứ không cần thiết. Nên thường thường khi mà lên trên mạng ấy, có rất nhiều những cái video, rất nhiều những thứ dạy rất tuyệt vời, nhưng mà tóm lại bạn có thẩm thấu được cái hay nhất của người ta không ạ? Hay chẳng nhẽ là xem đi mấy nghìn video của người ta, đấy là giá trị khác nhau ạ. Chưa nói là khi bạn đã đạt ngưỡng đấy thì người ta đã đầu tư về mặt tư duy, bạn luôn luôn là người đuổi theo người khác. Và tất nhiên cái ngưỡng của bạn đạt mong muốn của việc thiết kế đồ họa là gì thì chúng ta phải đặt ra mục tiêu rất rõ ràng nhá. Nào, lúc này sau khi làm xong chúng ta chọn vào Vivid Line, sau đó chúng ta chọn vào Filter, chúng ta chọn vào Azure và chúng ta chọn Hard Pass. Thì sau khi mà tôi chọn xong thì tôi đã tạo ra một cái bề mặt chất liệu dạng như thế này. Và tất nhiên đẩy cao lên nó sẽ được như này, đẩy xuống thì nó sẽ như thế này. Đấy, thì tôi sẽ đặt cái cấp độ, tôi sẽ chọn cho nó một cái chất liệu. Và sau khi đã có chất liệu xong thì cái chất liệu đã có rồi thì chúng ta có thể chọn vào biểu tượng là mặt nạ màu phím an. Tôi tích vào đây một cái thì tự khắc tôi sẽ có một cái mặt nạ như thế này cho các bạn. Và lúc này thì chúng ta sẽ dùng cái phương pháp là dùng công cụ B lúc này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái bút B của tôi là bút B màu hình tròn. Và cái cấp độ hình tròn như này thì các bạn sẽ kéo xuống như này, tôi sẽ có cái đầu bút, tôi sẽ thu nhỏ lại đầu bút của chúng ta và rất là từ tốn trong giá trị là chúng ta chọn là 46, chúng ta tô đến đâu hình sẽ xuất hiện đến đấy. Tô đến đâu thì chúng ta sẽ tạo ra cái chất liệu da lên đấy cho các bạn ấy. Tất nhiên sau này nếu mà bạn tìm được một cái chất liệu da thật nha thì nó sẽ rất là tốt cho các bạn. Nói thật cho các bạn biết là khi mà chúng ta làm chúng ta phải có tư duy nhá. Nhìn này, tôi cũng đã đi tìm bề mặt da rồi, nhưng mà câu chuyện này là câu chuyện nói sau, chúng ta không thể nói chuyện trong hôm nay được cái này. Đấy, và chúng ta sẽ tô làm sao mà cho vào các vị trí của chúng ta nó ra chất liệu. Người ta bảo là làm ra chất liệu da thì không thể vẽ bằng tay được và cũng không thể làm bằng máy được. Làm bằng máy đây, các bạn đang làm gì bằng máy chưa? Tôi đang đưa cho bạn ở cấp độ đầu tiên trong việc thiết kế về Photoshop và chúng ta có thể chỉnh sửa. Nhưng cấp độ thứ hai là chúng ta sẽ phải đi kiếm da thật để chúng ta làm thì bao giờ nó cũng sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Bởi vì sao? Nó là thật chứ không phải là giả. Bạn hiểu chưa? Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta chọn vào đây, chọn vào đây. Rồi ok, chúng ta sẽ chọn vào đây, tô ra một tí nữa. Phần này nó tập trung vào phần chân dung thôi. Được chưa?
Sau đó bạn sẽ nhân bản cái đối tượng này lên làm hai cho tôi bằng cách là ấn vào Ctrl Z và cho lên trên tất cả. Thì bạn sẽ nhìn thấy đây là cái cấp độ hạt thứ hai của tôi. Và lúc này thì tôi sẽ chọn vào biểu tượng là ở đây nó có một cái lệnh nữa cho các bạn. Filter chúng ta chọn vào Vivid Line cũng là một lần thứ hai nhá. Các bạn chọn vào Filter, chọn vào Other và chọn vào High Pass cho các bạn. Thì đây nó sẽ tạo ra cái độ nhăn cho các bạn ở cấp độ số 2. Các bạn thấp xuống một tí cho tôi. Được chưa? À, hình như là chúng ta đang để bị dịch hình sai. Đó, được rồi. À, chúng ta sẽ kiểm tra trước 1 và 2. Và cái cấp độ thì thường thường là chúng ta sẽ giảm nhẹ đi để làm sao cho nó vừa phải thôi. Rồi, à, bây giờ thì sau khi mà đã làm xong được cái sơ bộ của cái hình của các bạn về thiết kế, bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến một cái cấp độ nữa là chúng ta sẽ gom nó lại, nhìn nhá. Ví dụ như là sau này mà các bạn muốn chỉnh màu đấy thì các bạn sẽ nhìn này. Đây ạ. À, chúng ta muốn chỉnh cho cái da của cô gái nó hồng lên thì tôi sẽ chọn vào vị trí là chọn vào biểu tượng như sau. Tôi chọn vào phần Hue Saturation nha. Ví dụ đây ở đây thì nó bản thân cái gốc của nó là như này rồi. Saturation thì bình thường nó sẽ như thế này luôn. Các bạn muốn mà cái độ nhiệt của màu toàn bộ tất cả các màu này được nổi lên thì các bạn chỉ cần vần chọn là Saturation đây. Đây là độ nhiệt của màu, các bạn chỉ cần tích này phát này tự khắc nó sẽ làm sao nóng lên. Tích trước sau. Nhìn chưa? Đó, thế thôi. À, sau đó thì bây giờ bạn muốn chỉnh sắc độ thêm độ nữa thì tôi sẽ sổ xuống, tôi lại chọn vào công cụ, đó là công cụ gì ạ? Never. Lúc này ở đây chúng ta đang gọi là thiếu tối, các bạn sẽ đẩy tối cho tôi một cái thì các bạn sẽ cầm vào đây. Và tôi sẽ đẩy sáng vào đây một tí. Ok, tôi sẽ chọn đây. Các bạn nhìn chưa? Lúc này chúng ta sẽ kiểm tra trước và sau. Độ nhiệt của cái màu chúng ta đã ấm lên rất là nhiều rồi. Đấy. Thì các bạn lưu ý cho tôi tiếp theo một lần nữa thì chúng ta cũng thể tạo ra một cái biểu tượng nữa. Lúc này thì tôi sẽ cho các bạn xem một cái tính năng, đó là chúng ta sẽ chọn xuống và hòa trộn làm sáng ảnh thì cái biểu tượng màu chúng ta sẽ sáng hết như này. Và chúng ta sẽ chuột phải chọn vào Blending Option. Cái này nó sẽ không ứng dụng trong việc chỉnh màu nhá. Nhớ nhá, đã là chỉnh màu hàng loạt không áp dụng cái này được. Lý do rất đơn giản, cái này là ứng dụng với mặt cô gái này và sắc độ đây là ảnh dưới của chúng ta là như thế. Đấy, lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là tôi sẽ đẩy đối tượng này lên, lọc hết toàn bộ tất cả tối đi ạ. Thì đến cái phần mặt của cô gái thì bắt đầu đến phần mặt cô gái. Bây giờ bạn muốn lấy ánh sáng ở trán, ở gò má hay là ở mũi thì bạn sẽ tách ra cho tôi bằng phím An, tách cái biểu tượng màu đậm ra để nó xoa nhẹ ra như này. Và sau khi đã tách ra như này thì các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này tôi sẽ phóng to lên ạ. À, những cái chấm chấm như này trên gương mặt của cô gái ở phần này tôi thấy là nó đã ổn rồi. Nhưng lúc này chúng ta được quyền chọn biến cái mặt nạ này trở thành mặt nạ máu đen bằng Ctrl Y. Và lúc này dùng công cụ bút B thì tôi sẽ đẩy cái đoạn này ra. Đây là phần má. Nhìn thấy không ạ? Lấy mũi phần má thôi. Bởi vì nếu mà tôi lấy được cả phần mũi của tôi là bị sai. Tôi lại chuột phải tiếp theo một lần nữa. Tôi lại làm về biểu tượng công cụ chỉnh sáng tối. Ở trong phần này tôi lại dùng hòa trộn biểu tượng công cụ, đó là lại làm sáng ảnh và như bình thường tôi lại chọn nó chuột phải chọn là Blending Option. Nếu muốn làm chuyên nghiệp thì phải là chỉnh như thế này. Các bạn sẽ phải chỉnh từng tí một và cấp độ ánh sáng. Bây giờ tôi lại không phải lấy ánh sáng ở đây nữa mà tôi lấy trên mũi. Mũi thì phải tách vào trong nữa, các bạn nhìn chưa? Phải nuôi vào trong một tí nữa thì gò má biến mất. Nhìn chưa? Lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy phím An cho tôi, giữ phím An nha, các bạn tách ra cho tôi. Đấy, giờ tôi sẽ lấy được cái phần mũi của chúng nó. Ok, chúng ta tích vào đây. Phần mũi chúng ta đã lấy xong. Và lúc này chúng ta kiểm tra trước và sau, trước, sau, nhìn thấy phần mũi chưa? Trong phần này tôi lại ấn vào Ctrl Y ngắn, tiếp theo một lần nữa tôi làm mất đi. Và bắt đầu tôi dùng bút B của tôi là bút B màu trắng. Và opacity 60% tôi tích vào đây, tôi tích cái phần mũi này để cho lấy cái phần mũi gầy lên, tôi đã có được phần mũi. Có nghĩa là bạn muốn chỉnh từng tí một thì bạn phải làm như vậy. Thậm chí là ánh sáng chiếu trên môi cô gái cũng như nào, chiếu trên mắt, chiếu trên rìa mắt như nào, thì chúng ta muốn cái đấy chúng ta muốn chỉnh riêng để cho nó chuyên nghiệp nữa thì bạn phải làm như thế. Chứ không bao giờ có chuyện chỉnh khác đâu nhá. Nào tiếp theo của các bạn, bạn có thể chỉnh này. Nhìn này, tôi đã có được phần mũi của chúng ta. Đây, các bạn nhìn đi chưa? Tắt hai cái này đi. Đấy chưa? Ánh sáng vào phần trán của tôi cần phải làm tí nữa. Các bạn nhìn này, tôi sẽ sổ xuống cho các bạn xem một tí.
cái này chọn vào ánh sáng tiếp theo, chỉnh chỉ cần hòa trộn thôi, cái này là nó chỉ cần hòa trộn thôi. Chốt phải chọn vào blending option và lúc này thì chúng ta sẽ có một cái giải pháp. Cái này được gọi là áp dụng từ trên xuống dưới bởi vì nó theo sắc độ rồi. Còn có những cái là mình phải áp dụng từ dưới lên trên cơ. Bởi vì có những cái mảng màu của các bạn đổ màu như bình thường thì không áp dụng được. Tôi thấy đến phần chán như này là đã tạm ổn này. Tôi sẽ giữ phím an và tôi tự tách như này. Thì phần chán của tôi ok, tôi sẽ ấn vào đây. Và lúc này chúng ta ấn vào Ctrl Y ngắn để bỏ đi. Và có nghĩa là mặt nạ màu đen đây. Nếu bạn nào mà không hiểu về mặt nạ chúng ta sẽ không thể nào nhai nổi cái bài này đâu. Và lúc này chúng ta chọn vào bút B là màu trắng thì là vẽ ra cái lớp của chúng ta đi. Tôi chọn vào 46 là có nghĩa là một phát không phải ra ngay mà phải vẽ 2-3 phát. Chúng ta vẽ một lần ra. Nhìn này vẽ lần thứ hai, tích ở phần phía dưới để cho nó sáng hơn. Và lúc này chúng ta kiểm tra lại trước sau. Bạn nhìn thấy không ạ? Nó chỉ ứng dụng cho phần trắng một chút xíu thôi. Bây giờ bạn có thể vườn tối được, vườn sáng được rồi thì cũng thể vườn tối được. Vườn tối để cho nó sâu hơn cho thiết kế của các bạn. Nhưng lúc này nhìn này, các bạn sẽ nhìn thấy tất cả những cái phần này, tôi sẽ gom nó lại bằng Ctrl G. Và sau khi Ctrl G xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là với cái biểu tượng Ctrl G này tôi có thể ghi là chỉnh màu. Và ra mặt. Với cái này các bạn có thể áp dụng Ctrl O. Chúng ta sẽ chọn sang phần download, chúng ta sẽ chọn đến mặt của một cô gái khác. Ví dụ tôi chọn vào biểu tượng của cô gái này. Và sau khi chọn vào cô gái này xong thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi có hai cái ảnh của cô gái. Các bạn có nhìn đây là tôi có ảnh số 1 và ảnh số 2 của tôi được chưa? Bây giờ tôi sẽ muốn mang toàn bộ tất cả cái group này sang bên cái sản phẩm bên này. Đây là một trong những cái bê nguyên tất cả phần blend màu của một ảnh số 1 sang ảnh số 2 của chúng ta. Nhưng trừ cái blend blending option nhé, chúng ta sẽ chọn vào đây. Ở đây lúc này chúng ta sẽ có phần là duplicate group của chúng ta. Đây chỉ là cái cách số 1 thôi. Tôi thì tôi biết nhiều, rất là nhiều trò. Nhưng thực sự là đây chỉ là cái cách bình thường thôi. Và các bạn nhớ một điều rằng là bạn duplicate ra thì bạn đang ứng dụng cho cái ảnh nào? Ảnh 80 là cái ảnh mà chúng ta đang dùng. Còn cái ảnh số 2 của chúng ta đang dùng chính là cái ảnh gì? 05 là chính là cái ảnh bên cạnh mở ra đấy. Có nghĩa là sau này em đi, em có phải là đi chụp ảnh rất là nhiều ảnh không à? Sau đó em duplicate cái group mà chỉnh màu cho một cái thì em test một phát sang tất cả những thằng khác thì đều có group đấy. Thế là xong. Câu chuyện của chúng ta là ấn vào đây, tôi chọn vào ảnh số 2 nhé, là ảnh 05C7C5F27, ấn OK. Và ấn OK thì chả có tác dụng gì bởi vì chúng ta đang hiển thị ở ảnh của chúng ta là ảnh 80. Có nhìn thấy không ạ? Và nước ngoài chúng ta chuyển sang bên này thì các bạn sẽ nhìn thấy cảnh của chúng ta đây ạ. Đây chính là cảnh mà chúng ta đã lấy sang rồi đấy ạ. Nhìn chưa? Và chúng ta kiểm tra trước sau nhé, trước, sau. Nó đã tự chỉnh màu cho chúng ta. Nhưng cái này muốn được đạt đến hiệu quả cao nhất thì bạn nhớ một điều rằng ảnh phải chụp cùng không gian và thời gian. Có đúng không? Nên thường thường bộ ảnh của các bạn đi chụp là đều cùng một không gian thời gian, nên rồi pet một phát sang thì nó sẽ đồng bộ hơn. Còn đây là hai tông màu khác nhau mà. Các bạn sẽ nhìn thấy là cái ảnh của tôi đã chỉnh xong về cái cấp độ số 2, nhìn thấy không ạ? Thấy chưa? Sắc độ màu đã khác biệt. Đấy, tôi ví dụ cho các bạn biết như thế. À, tiếp theo sau khi đã có xong thì bây giờ tôi sẽ gom toàn bộ tất cả cái này lại bằng Ctrl E. Đây làm vừa rồi là làm ví dụ cho các bạn xem thôi. Ctrl E. Mà nguyên tắc của thiết kế thì ở đây nó có một cái trường hợp như sau. Trong những trường hợp background là những cái đối tượng nó khó xác định. Có nghĩa là nó bùng dùng rồi nó sẽ như thế này. Nếu mà tôi đặt sản phẩm vào sang bên tay trái cho các bạn thì nó làm sao ạ? Nó cũng được thôi. Nhưng mỗi tội mặt cô gái lại quay sang bên tay phải. Nên đôi lúc cái sự giao thoa giữa cái con người và sản phẩm nó không có. Nên chính vậy tôi bắt buộc phải làm một cái việc thao tác như sau. Đó là tôi sẽ kéo toàn bộ cô gái sang bên gì? Bên trái. Hoặc các bạn sẽ chơi một cái tròn là các bạn sẽ lật đối xứng lại bằng lệnh là như sau. Tôi sẽ có cái giải pháp cho các bạn. Ctrl T, chuột phải chọn vào. Đây đúng không? Nhưng mà tóm lại nó vẫn phải là bên này. Có đúng không ạ? Hiểu cái này chưa? Rồi bây giờ chúng ta mới quay trở về cái thuộc tính đầu tiên của chúng ta. Chúng ta hãy dùng cái công cụ lasso và chúng ta khoanh qua cái vị trí của cô gái.
À, sau khi quanh qua vị trí của cô gái xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái biểu tượng liên quan đến việc dịch chuyển. Còn the way motun các bạn sẽ nhìn thấy là dịch chuyển đối tượng, thì ở trong đây nó có hai thuộc tính cho các bạn, một là nhân, hai là dịch chuyển. Thì tôi chọn dịch chuyển. Lúc này các bạn sẽ kéo đối tượng đó sang bên tay trái tôi ở vị trí này. Và các bạn nhớ một điều rằng là trong quá trình khi kéo thì hãy đặt cô gái ở giá trị đó là 1/3 của thiết kế của các bạn. Đây 1/3 của cái ống kính, 1/3 của cái việc máy ảnh của các bạn khi đưa lên nó sẽ có lưới chiều ngang và chiều dọc. Và lúc này bạn chỉ việc ấn Enter thôi, câu chuyện của chúng ta nó tự sao để cho nó tự làm. À, cô gái của chúng ta đã sang bên tay trái rồi thì chúng ta ấn vào Ctrl D. Và lúc này chúng ta phóng to lên. Những cái gì mà nó quá là chưa được lắm thì các bạn có thể dùng những cái phương pháp đắp hình. Đắp hình thì chúng ta biết rồi, chúng ta sẽ có những cái biểu tượng như sau. Đấy ạ, à, chúng ta có hai cách nhá. Một là chúng ta sẽ chọn vào công cụ, đó là công cụ bút của chúng ta. Và bút của chúng ta nó có bút của cái gì ạ? B. Ở đây chúng ta sẽ có bút B. Hoặc là chúng ta sẽ có một cái biểu tượng đây ạ. Support Handling Brush đây ạ. Cái này thì nó rất là đơn giản. Bạn chỉ cần phóng to bằng cái phím A, phóng to lên bạn đi qua đâu thì cái vệt nó sẽ biến mất. Tại vì đây là những cái nền nó rất là gọi là đồng màu và nó sẽ cung cấp với nhau. Nên là khi bạn ra qua như này thì tất cả những cái biểu tượng các bạn đã di chuyển thì nó sẽ hết đi ạ. Thực ra là có rất nhiều cách, có nhiều người làm cách này, cách A, cách B, cách C, cách D không quan trọng. Quan trọng thứ nhất cuối cùng có ra sản phẩm không. Mèo đen, mèo trắng không quan trọng, miễn sao bắt được chuột thôi. Một người học giỏi và người học dốt không quan trọng, quan trọng bạn có làm được cái đó không. Người học không giỏi bằng người kia thì nhưng mà người ta đi thuê được. Và kết quả cuối cùng người ta vẫn làm được việc. Đó, thế thôi. À, sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến cái cấp độ thứ hai của chúng ta là cái tư liệu của chúng ta kiếm là cái gì. Đấy ạ, à, chúng ta sẽ có một cái logo của một sản phẩm, thì logo màu tím thì các bạn cứ copy trực tiếp thôi. Tất cả những cái đưa sang thì các bạn ấn vào Ctrl Shift O cho tôi để biến chữ trở thành đối tượng thường. Để trừ trường hợp sợ nhất là người ta bị lỗi không. Được không ạ? Ctrl C. Sau đó thì các bạn sẽ chặn sang Photoshop cho tôi và tôi ấn vào biểu tượng là can trốn gì V đúng không? Nhưng trước khi can trốn V thì cái việc đầu tiên của chúng ta là phải đưa sang đây chứ không phải là để nguyên đúng không? Các bạn sẽ cầm cả cái ảnh cô gái đó ném một phát sang đây cho tôi cái. Nhìn chưa? Ở đây người ta sẽ có hai cách. Một là người ta sẽ đập nha. Nhìn này. Thế mọi bạn sẽ đập nhầy. Tôi ấn vào biểu tượng can trốn T. Nhưng quy tích tắc về cái Ctrl T đối với những người mới học thì các bạn cứ chuột phải cho tôi chọn vào Smart Object. Có biết Smart Object không ạ? Để khi mà chúng ta thu nhỏ lại rồi chúng ta không thiếu tự tin thì chúng ta có thể phóng to lại được. Còn bình thường là để nguyên bản thì nó cũng được thôi. Được không ạ? Ấn vào đây thì chúng ta ấn vào Ctrl T thì thu nhỏ phóng to nó sẽ giữ nguyên được cái định dạng của các bạn. Tôi sẽ thu nhỏ vào thêm một lần nữa và đặt vào đây. Và nhớ một điều rằng là chúng ta sẽ có một cái khoảng không làm rất là kỹ cái phần này. Tay cố gắng nha, một là em đặt vào đây, hai là em đặt vào đây. Có hiểu cái đoạn này không ạ? Tránh trường hợp nha, cái đầu của cái nhìn thấy chỗ này chưa? Cái cánh tay nó ăn vào nó sẽ bị vào mép của thiết kế của các bạn. Bạn có thể chọn vào đây cho tôi. Thế là chúng ta đã đặt người đã xong. Nhưng đặt người đã xong thì nó lại gặp một cái vấn đề là bên tay phải của chúng ta bị thiếu đúng không? Các bạn thấy không? Nên người ta mới có một cái cách là một là bạn chọn, hai là bạn không chọn, mà chúng ta có thể chuột phải chọn vào tích đúp được không ạ? Tích đúp nhá. Có phải nó sang bên này không các bạn? Tích đúp nó tại vì Smart Object nó giống như mock up, sau này làm mock up được, tự đẻ nó mock up được. Nhưng đẻ mock up thì mình có bán được không thì cái vấn đề đấy bạn phải có giá trị là làm được rồi, như lại không biết truyền thông, không biết kênh bán, không biết up biết nào vứt cũng thế thôi. Đúng chưa? Chúng ta chọn vào công cụ C và chúng ta đẩy đối tượng sang phải cho chúng ta một tí ở đây ạ. C là công cụ crop, là chúng ta có thể cắt được cái hình đó và chúng ta có thể mở rộng cái khung hình. C là công cụ crop, là cắt và mở rộng khung hình. Và C là một trong những cái yếu tố khiến cho một cái file thiết kế của bạn sẽ nhẹ đi, bởi vì cái ảnh của chúng ta chỉ sử dụng cái phần ảnh chỗ này thôi. Và cần thu nhỏ thì tại sao chúng ta không crop đi? Đặc biệt các bạn làm catalog mà các bạn không biết làm những cái điều này thì nó hỏng hết. Người ta cần một kiến thức tổng hợp chứ không phải là một kiến thức tự suy đoán nha. Nào chúng ta chọn vào đây. Chúng ta chọn vào cái hình dùng công cụ M và chúng ta quét qua phần bên tay phải của chúng ta.
Chúng ta dùng công cụ Shift F5 là những cái công cụ rất là quen thuộc của chúng ta rồi. Chúng ta chọn vào phần Content. Nhìn thấy chưa? Chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng 100%. Bạn ấn OK cho tôi, tự khắc cái ảnh này sẽ được đắp sang bên tay phải cho các bạn. Ctrl D. Ảnh của chúng ta đã đầy đủ rồi thì chúng ta ấn Save lại cho tôi một cái. Ctrl S. Ctrl S hai lần cho nhớ. Và bệnh này là bệnh nghề nghiệp của mấy ông lập trình. Làm lúc sau khoảng 2-3 phút này xếp lại. Sau khi xếp lại xong thì chúng ta sẽ quay trở sang cái phần thiết kế của chúng ta này. Nhìn này các bạn, thích vào đây một cái thì ảnh của chúng ta đã tự đắp lên. Nhìn thấy chưa? Tự dài ra. Bây giờ thì chúng ta chỉ việc sao đẩy sang bên tay phải. Nhìn thấy chưa? Ảnh của chúng ta đầy đủ rồi. Tôi đã xong được cái phần đặt ảnh. Cô gái sẽ nằm bên tay trái của chúng ta. Tiếp theo. Lúc này chúng ta sẽ có logo thì cái khoảng không của chúng ta nó từ đây cho đến đây. Từ đây cho đến đây chính là khoảng không còn lại của hạ cánh cho chữ. Vậy nền này đang là màu sáng thì các bạn nhớ cho tôi một tí. Đó là gì ạ? Chắc chắn là logo của chúng ta sẽ là màu nó đậm hơn, hoặc là những sản phẩm chữ của chúng ta là đậm hơn. Tôi sẽ chọn vào phương án của logo của chúng ta là paste thẳng sang bằng Ctrl C. Máy yếu phải kéo sang. Nha. Các bạn sẽ đưa sang cái phần Photoshop cho tôi và lúc này chúng ta ấn vào Ctrl V. Và sau khi Ctrl V ở đây thì nó đưa cho bạn những trạng thái như sau. Pixel là dạng ảnh bình thường. Dạng gì ạ? Smart Object là dạng có thể là tích vào phát này quay trở về Inlut và có thể điều chỉnh màu được. Và không bao giờ bị vỡ hình. Được chưa? Vậy thì bạn có thể chọn những cái nào để cho nó phù hợp cho các bạn thì tùy nhá. Tôi sẽ để nguyên. Bởi vì cái ảnh logo tôi cũng tương đối to rồi. Tôi sẽ giữ phím, tôi sẽ kéo xuống và tôi đặt vào đây. Lúc này các bạn sẽ nhớ một điều rằng cái khoảng không thì tôi sẽ đặt tạm thời ở chỗ này. Và tôi đặt ở vị trí này, tôi ấn lên ạ. Kỹ tính thì có thể đặt bằng đầu cô gái. Enter, chúng ta đã có cái logo đặt như này đã. Và sau khi đặt xong thì bây giờ chúng ta sẽ đánh một cái giá trị của text của chúng ta. Thì cái nội dung text của chúng ta như sau. Các bạn để ý vào đây cho tôi. Nội dung text của chúng ta sẽ có một cái nội dung như sau. Đây ạ. Khi mà chúng ta tìm hiểu về một cái thiết kế banner thì các bạn nhớ là cái banner đấy dành cho phân khúc khách hàng nào? Nhiều tiền hay là ít tiền? Hay là trung bình hay là phổ thông? Người đó là những người mà sở hữu đám đông. Nhóm đấy là nhóm của người, nhóm ai? Là những người sở hữu đám đông, là những người hoạt ngôn, là những người rất giỏi. Và thường thường là những người cũng thường thường là top người ở gần cầm đầu rồi. Và họ rất thích được khen, họ rất thích được quà tặng. Nên tôi sẽ dùng một cái phương thức đó là nội dung content cho việc đó là quà tặng trong 7 ngày với chuyên gia làm đẹp hàng đầu. Quà tặng đấy nên giá trị là gì? 20%. Các bạn nhìn đúng không ạ? Và ở đây người ta sẽ có một cái câu nghĩa là đừng bỏ lỡ cái phía hỗ trợ giảm giá 20% của bạn trong ngày hôm nay. Bởi vì cái chương trình giảm giá người ta có rất nhiều kiểu. Các bạn có thể để từ ngày 14 đến ngày 18. Nhưng cũng có thể người ta sẽ đề nghị ngày hôm nay bởi vì sức nóng nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Và lúc này thì người ta chưa chắc là chọn được cái vấn đề là người ta cần mua ngay. Mà người ta chỉ cần điền cái thông tin vào đây thôi. Thì ngay tức sẽ có bộ phận liên hệ với các bạn và tư vấn để làm sao các bạn đến được với chỗ tôi và cùng đồng hành với tôi. Đó là giá trị là được giảm gì? Quà tặng trong 7 ngày với chuyên gia làm đẹp hàng đầu. Cũng nghĩa là tôi sẽ làm cho bạn đẹp hơn, thay đổi cuộc sống của bạn. Các bạn hiểu cái này chưa? Ở trên trên thiết kế của chúng ta về đồ họa, chúng ta nhớ là chúng ta phải tìm hiểu rằng không phải cái gì cũng là mua ngay. Bởi vì nếu mà chúng ta thuộc nhóm người mà thiên về nội tâm, và thường thường là chúng ta sẽ ẩn sâu trong cái giá trị của chúng ta về cái con người bình đẳng của chúng ta, mà chúng ta có nhiều người cứ bắt mình mua ngay, có nhiều người mà cứ tấn công chúng ta cực kỳ nhanh, thì chúng ta sẽ không bao giờ mua hàng của họ luôn. Đấy là giá trị tại sao mà khi thiết kế của chúng ta phải tìm hiểu về cả về con người thì chúng ta mới tốt được chưa ạ? Vậy tìm hiểu con người nó coi vào bằng cách nào? Các bạn có thấy rằng là khi chúng ta chat với ai đó, người ta cái tốc độ bắn chữ người ta nhanh, câu chuyện nó khác, cái cách nói chuyện nó khác, là ngay tức chúng ta sẽ biết họ là người gì. Và từ cái người đó thì chúng ta sẽ ra được cái hệ thống về cái chúng ta là sẽ cho tặng, hay là chúng ta sẽ đưa ra cho người ta kết quả và bắt người ta sẽ là mua ngay. Đấy là cái câu chuyện của chúng ta nhá. Nên tôi nói thật cho bạn biết là học về thiết kế đồ họa phải nghiên cứu cả về con người, bởi vì con người chính là trung tâm, được không ạ? OK, tôi sẽ copy cái đoạn này. Chúng ta sẽ copy ạ, Ctrl C.
Sau đó thì các bạn sẽ sang bên cái Photoshop của chúng ta thôi, thì chúng ta sẽ chọn vào T và chúng ta paste thẳng sang đoạn text, thì các bạn ấn vào T cho tôi và click vào đây, Ctrl V. À, trong cái phần mà khi mà các bạn paste sang thì các bạn nên nhớ một điều rằng cái text của chúng ta được quyền chia nhá, được quyền chia. Không có ông nào mà nội dung người ta đưa nhảy thì cứ paste ngang đúng nhảy, chúng ta quà tặng 7 ngày. Được không ạ? Ok, tôi sẽ chọn vào. Được không ạ? Ctrl X. Được quyền cắt mà. Được chưa? Rồi, một thằng. Tiếp theo, T. Ctrl V. Lúc này chúng ta sẽ có đây Ctrl T và chúng ta sẽ phóng to lại cho tôi một tí. Và các bạn lưu ý cho tôi là nếu muốn đồng điệu với cái giá trị nhận diện thương hiệu thì hãy nhìn vào phông chữ của đối tượng để chúng ta chọn một cái phông tương tự. Phông này được gọi là phông gì? Phông có chân. Nhớ nha. Trước khi mà chúng ta làm đẹp thì chúng ta phải nhìn dễ đã. Tôi sẽ chọn phông gì? Có chân. Và để muốn có phông có chân được thì chúng ta sẽ quay trở lại với AI và chúng ta sẽ chọn vào File. Chúng ta chọn vào Ctrl O. Với Ctrl O như này thì các bạn sẽ chọn vào cho tôi một cái file liên quan đến việc phông chữ. Và tại sao nó lại có tác dụng? Bởi vì chúng ta là những người mất công trong giá trị mà chúng ta chọn rồi thì chúng ta có thể chọn những cái phông như thế này. Chúng ta phóng to lên và chúng ta tìm. Đúng không ạ? Và tất nhiên thiết kế thì các bạn chỉ cần chọn cho tôi. Ví dụ tôi tích vào đây một cái. Nhìn lên phông chữ chưa? Tích vào đây. Lúc này chúng ta chỉ cần copy cái tên phông là Ctrl C để cho nó nhanh. Sau đó thì các bạn sẽ chọn sang cho tôi AI, chọn vào Photoshop, chúng ta chọn vào text T. Chúng ta paste thẳng vào vị trí này là Ctrl V. Nhìn thấy không ạ? Và sau đó thì bạn chọn xuống thì tự khắc tôi sẽ có quà tặng 7 ngày. Nhưng nhớ một điều rằng một số sản phẩm về thiết kế của chúng ta nó sẽ không được chiều lòng chúng ta, bởi vì phông chữ này là phông chữ không hỗ trợ về tiếng Việt. Nên bắt buộc phải chơi một cái trò là tại sao phải design trên AI sau đó kéo sang thì nó có phải nhàn hơn không ạ? Và chúng ta chủ động với mặt cơ phông chữ, còn hiện tại bây giờ chúng ta hoàn toàn trên Photoshop đúng không ạ? Đây, chúng ta có thể ghi như thế này đúng không ạ? Dấu á phát là tặng phát là thành dấu khác rồi. Chúng ta sánh lại đúng không ạ? Đây, tôi sẽ đánh không dấu, được chưa? À, tôi sẽ đặt vào đây Ctrl T. Và nguyên tắc của chữ thì bao giờ cũng phải là ở khoảng không đã. Giữ ship thì đấy là hồi xưa, còn bây giờ thì các bạn cứ thoải mái đi. Tôi sẽ đặt vào vị trí này cho các bạn. Và nhớ là phải căn chỉnh nhá. Sau khi làm xong thì bạn hãy chọn cho tôi một cái màu T. À, tiếp theo các bạn sẽ chọn cho tôi đầu tiên là tông tím, nhưng mà lúc này tôi sẽ đẩy lên hồng cho các bạn. Tím hồng đây. Để cho nó nhạt lên cấp độ này một độ ạ. Nhưng nó cũng đủ độ đậm để nó bằng cái giá trị tiếp theo. Chúng ta có tiếp theo một giá trị. Tiếp theo phần thứ hai của các bạn là gì? Tôi sẽ có một cái vị trí này thì chúng ta cứ căn giữa thôi. Đây là một phương thức an toàn cho việc thiết kế của các bạn. Và tất nhiên cái text này thì các bạn lưu ý cho tôi là T. Tôi cũng chọn vào biểu tượng về màu. À, tiếp theo tôi sẽ chọn vào biểu tượng là T thì tôi sẽ ấn vào in hoa. Và cái text này thì các bạn nhớ nha. Có thể có nhiều người ghi từ đây đến đây. Như này đúng không? Ít nhất thì người ta cũng phải đọc được chứ. Đấy, chưa cần phải làm gì nó xịn sò vội can trốn gì hát để tắt bỏ cái thiết kế của chúng ta đi. Chúng ta sẽ phóng to bằng can trốn cộng, phóng to lên. Chúng ta đặt đối tượng sang trái sang phải làm sao cho nó dễ nhìn nhất cho tôi. Còn nếu mà cảm giác mà muốn nhấn nhá thêm nữa thì bạn hãy xử lý cái phần nền cho tôi để cho nó sáng lên ở chỗ của cái chữ thôi, còn xung quanh thì vẫn giữ nguyên có được không ạ? Nó có rất nhiều cách để các bạn làm nhá. Chúng ta sẽ chọn vào đây. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái nội dung nữa trong phần thiết kế của chúng ta là có từ giảm 20% của đây. Tôi ấn vào Ctrl C và sau đó thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái biểu tượng. Cái này thì nếu mà là chạy quảng cáo thì các bạn sẽ không có nút là tích vào. Các bạn hiểu không ạ? Bởi vì cái ảnh chạy Facebook nó sẽ có này, nhưng mà nếu mà là website thì chắc chắn phải có nút để nó điền vào. Các bạn hiểu chưa? Là người ta bán hàng trên nhiều cấp độ mà. Vậy thì chúng ta phải suy diễn là cái nào có nút. Ví dụ các bạn quảng cáo trên Google này có nút rồi. Được chưa? Rồi tích vào đây cho tôi cái. Và sau đó thì các bạn sẽ làm sao? Sang bên file Photoshop thì chúng ta sẽ chọn vào T và tôi tích vào đây Ctrl V. Thì nhớ là chúng ta chỉ dùng khoảng gì ạ? Chữ của chúng ta chỉ dùng trong cái gì ạ? Cấp độ như sau nhá, chúng ta chọn vào đây.
À, trong cái phần chữ của chúng ta thì tôi sẽ nhắc lại cái biểu tượng text của chúng ta là một là chúng ta có thể chọn như này giảm 20% này. Ở đây người ta có nhiều kiểu cho các bạn lựa chọn. Ví dụ T. À, cách đơn giản thì các bạn có thể trừ 20% được hoặc là các bạn xuống dòng. Nhá, nhìn thấy không ạ? Và chúng ta bỏ cái dấu này đi. 20% các bạn có thể cho tôi một giá trị nó đậm lên hay như thế nào đó, tùy các bạn. Trong trường hợp đậm lên thì rất đơn giản. Đây là phông chữ thông dụng. Và đã là thông dụng thì các bạn sẽ nhìn thấy giữ phím an, chúng ta copy từ cái này giữ phím an, đẩy nút lên trên để nó sát lại. Lúc này không có dấu nên là bạn được quyền sát, nhưng mà nếu sát lại mà mất dấu thì tuyệt đối không được làm. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào đây giữ phím gì, Ctrl Shift và ngoặc nhọn mũi tên gần dấu hỏi nha, ấn vào sang bên tay phải đấy, đặt nhai được chưa. Còn có nhiều bạn bảo thế nhưng mà em ấn nhai đôi lúc nó bị to quá hoặc nhỏ quá thì ấn vào biểu tượng Ctrl gì, chọn vào biểu tượng về bảng điều khiển thì cái kích thước của nó chính là nằm ở đây. Bạn tích vào đây cho tôi vào năm chuột là 23, nên tí nữa thấy khi chưa, hiểu cái cách của tôi làm chưa? Có thể đánh thông số, có thể dùng bằng lệnh, kiểu gì cũng được, miễn sao làm nhanh, làm chính xác và ít nhất nó phải đủ độ để chúng ta có thể làm được. Giữ phím an đẩy ra đây. Sau khi đã làm xong tôi tích vào đây một cái nữa thì tôi thoát lại của đối tượng của chúng ta, tôi có biểu tượng giảm vào đây và Ctrl T. Chúng ta sẽ thu nhỏ cái biểu tượng lại và đặt vào vị trí cần thiết. À, sau khi đã chọn xong cái vị trí này được xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục thêm một cái cấp độ nữa là text của chúng ta nằm ở phần phía dưới. Ở đây á, các bạn sẽ nhìn thấy cho tôi đó là text ở phần phía dưới. Text phần phía dưới này các bạn sẽ tích vào đây cho tôi Ctrl A, Ctrl C. Sau khi ấn vào Ctrl A, Ctrl C xong thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng chúng ta sẽ sang bên Photoshop và chúng ta chọn vào T và chúng ta tích vào đây Ctrl V. Lưu ý tất cả những cái nội dung này sẽ được dân của cái gì á, marketing người ta sẽ đưa cho các bạn nha. Và khi mà chúng ta tìm hiểu kỹ về cái chuyện đó thì chúng ta sau này chúng ta mới có ít nhất có cái tần số cùng người ta, chứ có nhiều người chả có tần số cùng người ta nên là khi người ta làm rất là khó chịu. Bạn nhớ nha, chúng ta giữ phím an, chúng ta đặt vào đây cho tôi. Đẩy lên trên, tôi có text 1 và text 2 cho các bạn. Đấy, người ta có hai cách nha. Giảm, sau đó 20% đặt to bên tay phải. Hai là bạn sẽ đặt như này cho tôi và tôi sẽ đặt như này. Và nhớ một điều rằng khi đặt như này xong thì cái biểu tượng này của chúng ta sẽ chọn vào cái biểu tượng T. Tôi sẽ chọn vào đây và tôi chọn một cái màu nó đậm hơn để tôi nhấn nhá cái chữ này một tí. Tôi sẽ chuột phải, tôi chọn vào đây, nhấn nhá cái chữ này một tí ạ. Để cho nó được cùng cấp với nhau. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào đây Ctrl T, chúng ta sẽ thu nhỏ lại một tẹo nữa. Được rồi, chúng ta chọn vào text, chúng ta quét qua vị trí này giữ phím an đẩy một tí ra. Đừng để quá thưa, thưa quá thì nó sẽ bị xấu nhá. Chúng ta chọn 1, chọn 2 cho tôi ạ. À, đẩy bằng tay, nhiều lúc phải đẩy bằng tay. Và sau khi đã chọn xong thì bạn hãy chọn cho tôi một cái nét vẽ ở phần phía giữa đây ạ. Sau này khi mà các bạn học về cái thiết kế web thì các bạn sẽ còn tính được cái khoảng cách từ đấy đến đây là bao nhiêu nữa. Nhưng mà thôi bây giờ thì chúng ta cứ tạm thời này, chúng ta sẽ nhìn vừa mắt của chúng ta đã. Và trong quá trình khi chọn được cái nét ở giữa thì các bạn nhớ một điều rằng F7 của chúng ta sẽ lập ra một layer mới và chúng ta đổ một cái màu cho tôi cái. Và sau khi đổ màu xong cái nét của chúng ta đã được hình thành thì chúng ta sẽ có được ở đây ạ. Tôi sẽ đặt vào đây một cái và tôi sẽ chọn vào đây một cái nữa. Để khoảng cách nhớ nhằng rằng là khoảng cách từ đây đến đây và khoảng cách từ đây đến đây nó phải bằng nhau. Chọn vào chuột phải, chọn vào đây, chọn vào đây. Nếu các bạn coi đây là một cái bố cục thì tôi hy vọng rằng các bạn nên ấn vào Ctrl G. Ctrl G là group vì sau này mà bạn làm cái biểu tượng khác mà trên cái banner trên Photoshop thì bạn mang cả cái này sang và đưa sang thôi. Mỹ phẩm thì nó cũng chỉ thiên về text của chúng ta là sẽ có cái này đã. Nhìn thấy chưa? Chúng ta sẽ đặt vào ở giữa hàng đầu của chúng ta như này. Cái cụm 1, cụm 2 của chúng ta nó có nhá. Được chưa? Cụm 1, cụm 2 của chúng ta đã có đây ạ. Rồi, tiếp theo. Sau khi đã chọn xong, tôi sẽ chọn vào chuột phải, chọn 1, chuột phải, chọn vào 2 và chuột phải, chọn vào group của cái này nữa đúng không ạ? Nhìn này chưa? Chúng ta chọn vào chuột phải, chọn vào 1 này, chuột phải, chọn vào 2 này. Nhá, chuột phải, chọn vào cái biểu tượng thứ 3 cho tôi nữa. Đấy, vừa rồi tôi vừa nói cho các bạn là ấn vào Ctrl G đúng không? Thì bây giờ chúng ta chỉ cần chuột phải, chọn vào 1, chúng ta chọn vào chuột 2. Chúng ta ấn vào Ctrl G tiếp theo và tôi chọn vào cả hai group. Tôi ấn vào Ctrl T và tôi phóng to lên được không ạ? Giữ an nhá, phóng to lên. Ok. À, thế là cái việc text của các bạn đã đặt cũng tương đối là ổn thỏa về mặt thiết kế rồi. Và tôi sẽ đặt bằng ngang bằng cái giá trị của cái tay của đối tượng của chúng ta.
Và nhớ một điều rằng cái đằng sau của các bạn nhớ nhá, nhìn này, chúng ta có rất nhiều cách xử lý. Đây là background của thiết kế của chúng ta đúng không ạ? Nhìn chưa? Tôi có thể làm một cái thao tác như sau là vẽ một cái biểu tượng đằng dưới B. Lập ra một layer mới ở đây và chúng ta chọn vào bút B y ngắn nha, chúng ta chỉ vào cái vị trí màu sáng này B và chúng ta xoa qua những cái vị trí này để làm sao nó sáng hơn. Có nhìn thấy chỗ này chưa? Nhấn nhá một tí, nhưng đây là cái nền mà tôi sẽ phải xác định là chữ tôi sẽ phải bắt sáng hơn. Thế thôi. Nhìn các bạn, xử lý đơn giản là chỉ như này thôi. Miễn sao cái tương phản của chúng ta, chữ của chúng ta phải tốt đã. Rồi xong. Đấy, nhìn là dễ hơn. Tiếp theo cái phần còn lại của các bạn là gì? Tôi sẽ có một cái nút là ví dụ nếu dành cho việc mua ngay thì các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi. Mua ngay ngay tức. Và mua ngay lúc này thì thường thường ở đây nó sẽ chọn với cái giá trị tương phản cho các bạn. Tôi sẽ chọn nút mua ngay và các nút liên quan đến biểu tượng của hình tròn thường thường sẽ được người ta kích vào rất là nhiều. Nếu bạn làm cho website, nếu bạn làm cho quảng cáo trên Google, đấy ví dụ thế. Còn nếu trên Facebook thì các bạn sẽ không có, bạn chỉ dừng lại mức độ như thế này thôi và cho có một cái số hotline của chúng ta để nó chạy về. Bởi vì tất cả những cái phiên bản nội dung text thì nó nằm ở phía dưới rồi. Nhưng mà tôi sẽ nói quá cho các bạn biết là để làm gì ạ. Chúng ta sẽ làm những thiết kế của chúng ta sau này. Ví dụ các bạn sẽ chọn cho tôi một biểu tượng liên quan đến hình vo góc nhá. Cho này. Thì trong cái phần này thì ở đây nó sẽ có một cái lệnh là vo góc chúng ta 100. Chúng ta kéo vào đây này, từ đây đến đây. Nhìn nhá. Chúng ta kéo vào đây đến đây. Nhìn chưa? Tôi nhìn lên tròn đó, đây là độ vo góc đã có sẵn rồi. Và sau khi đã có sẵn nhà này thì bắt đầu chúng ta sẽ có được một cái hình. Và cái hình này của chúng ta thì nó sẽ có một cái màu nhá. Đầu tiên là màu của chúng ta là màu gì? Ví dụ tôi chọn màu tím. Nhìn chưa? Và đã là nút của chúng ta khi thiết kế thì bao giờ chúng ta phải làm bắt mắt. Bởi vì bắt mắt nó là chính là gì? Kêu gọi cái hành động của chúng ta để chúng ta tích vào đây ạ. Các bạn sẽ nhìn đây cho tôi. Lúc này tôi sẽ chọn vào gradient thì lúc này tôi sẽ có tích vào một biểu tượng liên quan đến hình của chúng ta. Tôi tích vào đây và tôi sẽ chọn vào cái phần màu của chúng ta một tí. Ví dụ tôi chọn vào đây là màu tím. Bên này thì tôi sẽ chọn tích vào đây. Tôi sẽ chọn vào màu tím hồng. Và lúc này chúng ta sẽ có một cái nút tím như thế này. Sau khi có cái nút tím xong này thì bạn có thể đẩy cho tôi một cái nút tím vào giữa như này. Thì các bạn sẽ nhìn thấy tím vào giữa nó chạy vào và giữ tím an. Tôi tích vào đây. Tôi tách ra thành hai. Thì tự nhiên tôi có hai cái đầu nó sẽ làm sao ạ? Ở giữa của chúng ta là đậm và hai bên chúng ta là sẽ là sáng. Trên dưới sáng, dưới sáng. Ok, đã xong một thằng. Tiếp theo phần nét của chúng ta tôi sẽ để cho nó một cái màu đó là màu trắng. Để cho nó có một cái viền cho các bạn. Các bạn sẽ nhìn thấy cái viền tôi đã có được cái hình này cho nó sắc nét cái nút của chúng ta lên ạ. Và lúc này để muốn có một cái sắc nét như này thì bây giờ chúng ta sẽ đặt một cái biểu tượng giống như là biểu tượng của chúng ta. Chúng ta chọn vào T phần phía trên. Nhìn nhá. Quay trở lại vùng chọn cho đối tượng. Làm nhỏ vùng chọn của chúng ta đi bằng 1 pixel hay là 2 pixel gì đó. Thì các bạn chọn vào select cho tôi và tôi chọn vào modify. Chúng ta chọn vào ở đây nó có expand và contract. Các bạn nhìn thấy chưa? Tôi sẽ chọn vào số 3. Enter. Các bạn có nhìn thấy số 3 và enter thì tự khắc cái vùng chọn sẽ nhỏ lại rất là đồng dạng với nhau. Và sau khi đã có đồng dạng với nhau xong thì tôi chỉ cần đập ra một layer mới và việc của tôi là đổ một cái màu đó là màu trắng. Sau khi có màu trắng xong thì chúng ta dùng công cụ M và chúng ta xóa phần phía dưới đi ạ. Và lúc này sau khi xóa phần phía dưới xong thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi đã có một nửa của cái đối tượng của chúng ta. Lúc này bạn được quyền dùng giá trị hòa trộn là short line. Nhìn short line chưa? Ok, màu chúng ta đã được nhuyễn rất là... Chúng ta làm một cái nút phải mượt mà một tí ạ. Sau khi đã có xong, tiếp theo chúng ta sẽ xử lý thêm một cái cấp đoạn nữa là chúng ta sẽ vẽ một cái hình tròn ở phần phía dưới. Lúc này khi mà làm xong thì chúng ta sẽ lập ra một layer mới và chúng ta đổ một cái màu, ví dụ đổ một cái màu tạm thời nào đó y ngắn và thường thường bóng của đối tượng tôi sẽ để là màu ghi. Đây ạ, các bạn có nhìn cái này của tôi không ạ? Đang là màu tím. Ctrl Shift U là biến thành gì? Ghi. Chọn vào Filter, chọn vào Blur và chọn vào Gaussian Blur thì nó sẽ nhòe. Nó rất là đơn giản như này thôi. Nhìn chưa? Và sau khi mà chọn xong này xong thì tôi mới dùng cái công cụ M ở phần phía trên và chúng ta cắt bỏ đi. Chúng ta cắt bỏ đi như này đúng không ạ? Các bạn có nhìn thấy hình tôi không ạ? Cái này thì trông rất đơn giản nhưng mà ghép vào cái này thì nó lại không đơn giản thế nào đâu ạ. Nhìn nhá, chúng ta sẽ đặt vào đây cho tôi trước. Dịch chuyển xuống một nấc này, nhìn thấy chưa?
Và cái này các bạn chỉ cần chọn cho tôi số 50% đi, thì các bạn sẽ nhìn cái nút của tôi nó có chút xíu bóng để chúng ta đẩy được cái thương hiệu logo. Cái nút của chúng ta sẽ phải tích vào đây. Người ta đang nhấn mạnh là các bạn đọc xong thông tin thì bạn hãy tích vào đây để điền thông tin, tích vào đây để mua hàng, đúng không ạ? Ok, chúng ta sẽ ta đặt cho tôi một cái tag. Đấy, làm thiết kế quảng cáo mà chúng ta không làm được những này thì bỏ nhá. Mua hàng. Và sau khi mua hàng xong thì các bạn sẽ đặt cho tôi một cái tag ở phần phía trên. Cái tag này tôi sẽ chọn vào UTM Avo. UTM. Cái này thì nó rất là thông dụng rồi và chúng ta chỉ cần chọn cho tôi một cái màu, đó là màu bắt mắt. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn cho tôi một cái biểu tượng là tag chữ phải to lên. Trong về thiết kế website người ta có quy định cái này là bao nhiêu, còn bình thường chúng ta sẽ nhìn theo bằng mắt của chúng ta thôi. Nhớ nha. Và sau khi đã làm xong chúng ta chuột phải chọn là blending option và chúng ta xử lý thêm một công đoạn nữa, đó là tạo cho nó một chút xíu về bóng. Và trong phần này chúng ta không phải chọn vào bảng blend if nữa mà hãy chọn vào drop shadow, chính là gì? Bóng của đối tượng. Các bạn nhìn nhá, tích này tôi tích vào đây một cái. Và sau khi tôi tích vào đây thì ngay tức nó sẽ đang chọn là màu xanh cho các bạn, thì tôi lúc này tôi sổ xuống tôi chọn vào màu tím, bởi vì dù sao bóng màu tím thì cũng đồng bộ hơn là bóng màu xanh. Tiếp theo các bạn sẽ nhìn thấy là ui, thấy có thấy gì đâu ạ? Bởi vì làm sao? Chúng ta phải kiểm tra thông số. Size của chúng ta quá lớn thì các bạn sẽ nằm chuột xuống cho tôi một tí nữa, thì ở đây càng nằm chuột xuống bao nhiêu thì bóng chúng ta sẽ càng nhìn thấy rõ hơn. Nhìn thấy chưa? Nhìn cái bóng chưa? Còn đây là độ sâu này của bóng thì bạn sẽ để về không cho tôi, thì nó đúng nằm vào giữa của thiết kế của chúng ta. Và lúc này chúng ta nằm chuột thêm một tí, nằm chuột thêm một tí nữa. Và nằm chuột như này thì đủ cái độ đậm của cái bóng là ok rồi. Nhưng đậm quá thì chúng ta được quyền giảm cái opacity xuống, làm sao nhìn mắt nhìn phải tương đối là ổn nha, nhìn dễ chịu thì chúng ta chấp nhận. Ok, lúc này tôi đã vẽ xong cho các bạn xong một cái giá trị về thiết kế. Các bạn nhìn thấy cái nút của tôi chưa? Khi mà nhìn đúng kích thước, về kích thước size như này thì các bạn sẽ nhìn thấy nó rất là yêu. Các bạn hiểu cái này tôi không ạ? Và cũng tương tự như vậy với cái phần chữ này của chúng ta, có thể áp dụng thêm một cái cấp độ nữa là tôi nhấn nhá vào cái này nhá, nhìn chưa? Chuột phải chọn là blending option. Chúng ta sẽ chọn vào gradient overlay. Cái bài này thì các bạn đã biết là tôi đã quay ngược lại cái bài hôm trước là làm về những biểu tượng chữ và nút rồi, nhưng mà nếu mà chúng ta thực hiện ít lại vất vả. Các bạn hiểu không ạ? Người ta làm đâu người ta nuốt đến đấy, người ta làm đâu người ta xem được đến đấy mới là vấn đề quan trọng, đúng không ạ? Nào các bạn nhẽ nhìn thấy gradient overlay của chúng ta ở đây nó sẽ có một cái sản phẩm. Tôi tích vào đây một cái, tôi chọn là basic. Ở đây tôi có màu tím sẵn rồi, tôi tích vào đây, tôi nhận luôn màu tím của tôi, nhìn thấy chưa? Màu này của chúng ta sẽ làm sao hả? Chúng ta tích vào đây, chúng ta sẽ chọn vào cái màu cho tôi cái, chọn vào màu hồng nhá. Đấy, màu hồng của tôi đã được xong, nhìn chưa? Ở đây nó có một chút xíu gì gradient cho các bạn rồi. Các bạn hãy chọn cho tôi là tích vào đây một tí nữa cho nó sáng nhá. Đó, xong. Và sau khi đã xong thì tôi nghĩ rằng bạn sẽ phải chọn cho tôi thêm một cái viền nữa thì nó sẽ tốt hơn. Chọn vào chốc. Cái viền tôi to chưa? Cái viền của tôi to 13 này, các bạn sẽ nâng chuột xuống cho tôi một tí. Cái viền nó ít thôi. Và cái viền này tôi không nhất thiết phải nó quá sáng như này đâu. Tôi giảm opacity đi để cho nó vừa đủ. Thế là tôi đã làm xong được cái biểu tượng về cái text được nhấn nhé một cách rất rõ ràng. Các bạn nhìn thấy không ạ? Text của tôi đã xong. Nội dung đã xong, bây giờ việc còn lại của các bạn thêm một độ nữa cho tôi đặt vào đây. Nhìn nhá, cái phần nét, đường nét này mà bạn muốn chuyên nghiệp cũng rất đơn giản, tạo ra cho tôi một biểu tượng là mặt nạ. Và cái mặt nạ là màu đen, tôi muốn làm chỗ này phải chì vào nền, chỗ này chì vào nền để tôi làm sẽ làm sao chỗ này nó bắt sáng. Chúng ta chọn vào phím G và nhớ là tôi sẽ chọn vào gradient đen trắng. Rồi, màu đen tượng trưng cho mất hình, màu trắng còn hình nên tôi sẽ để vào ở giữa là màu trắng là sẽ là chỗ này là sẽ còn, chỗ này sẽ là mất, là chỗ đen này, chỗ này vào đây và thêm một cái đen nữa ở bên này nữa là xong. Câu chuyện của chúng ta đã xong rồi. Làm thiết kế thì tôi lúc là chúng ta cũng phải chọn như này nhá, 50, ok, kéo thôi, kéo từ đây đến đây được không ạ? Các bạn nhìn thấy chưa? Một cái nét của chúng ta nó cũng sẽ chuyên nghiệp hơn rất là nhiều khi mà chúng ta đã là quyết định dành cho nó một sự ưu ái. Rồi, sau khi đã làm xong thì bây giờ việc tách của chúng ta đã xong, nội dung đã xong thì bây giờ chúng ta sẽ liên quan đến việc trang trí thiết kế của chúng ta. Thì trang trí thiết kế của chúng ta phải có gì? Phải có sản phẩm. Sản phẩm của chúng ta có gì ạ? Đây ạ, chúng ta sẽ có cái sản phẩm của chúng ta, đây là những cái sản phẩm của chúng ta đây ạ. Ở đây các bạn sẽ có những giá trị như sau, một là bạn sẽ cắt riêng.
bạn đặt vào cho tôi ở trên một cái mặt bàn ở trước mặt cô gái được không ạ? Đây ạ, đây là cái bộ sản phẩm của chúng ta đây. Trong cái này thì các bạn sẽ chọn xuống cho tôi bằng cách tích vào đây và đưa vào trong cái phần đó là gì? Photoshop nhá. Chúng ta sẽ chọn vào Photoshop này, chúng ta ấn vào biểu tượng đưa vào bằng Ctrl+. Thậm chí là các bạn có thể kéo thẳng trực tiếp vào cho tôi. Đó. Cái này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một là các bạn chỉ cắt ra cái bục thôi và cái lá cây của chúng ta có thể làm được cái này. Nhá, một là cái mục, hai là cái lá cây của chúng ta là này. Không thì chúng ta sẽ bắt buộc là chúng ta phải đưa sản phẩm sang bằng cách theo cách của chúng ta thôi. Đây nhá. Trong trường hợp này tôi sẽ dùng cái phương pháp như sau. Ctrl+O, Ctrl+E, chọn hết, Ctrl+C, copy và sang cái file thiết kế của chúng ta. Đây ạ, file thiết kế của chúng ta, cái này tôi tắt đi ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn sang đây, tôi cũng tắt này đi luôn ạ. Tiếp theo tôi sẽ chọn sang cái file thiết kế, tôi ấn vào Ctrl+V cho các bạn và tôi ấn vào Ctrl+T. Thu nhỏ lại tổng quan toàn bộ lại. Cứ thu nhỏ lại tính sau đã. Sau khi mà đã đến tầm này rồi tôi ấn Enter. Nhớ nha, sau đến tầm này phải ấn Enter nhá. Lúc này chúng ta dùng một cái phương pháp như sau là dùng cái biểu tượng Opacity để giảm xuống để nhìn được cái hình của chúng ta là giảm tầm nào là vừa. Các bạn có nhìn thấy cái tầm này của tôi chưa? Nhìn tầm này được rồi, tôi ấn được Ctrl+T, tôi thu nhỏ thêm một tẹo nữa, đặt vào dưới đây. Nhìn thấy chưa? Tương đối ổn về mặt thiết kế, có tí màu xanh của chúng ta rồi. Ok, chọn vào đây, Enter. Và lúc này các bạn sẽ đẩy toàn bộ cái này lên cho tôi 100% và lúc này chúng ta thực hiện một thao tác như sau. Nhìn nhá, bạn có thể dùng phương thức đó là mặt nạ. Sau đó bạn sẽ chọn cho tôi một phương thức là chọn vào cái gì ạ? Đây ạ, bút của chúng ta nó có thể loại là tại sao phải đi kiếm cái này về làm gì? Tại sao phải đi kiếm cái này về làm gì? Nhìn thấy chưa? Cái này để các bạn sinh ra những cái bút chúng ta để chúng ta làm cho nó đẹp hơn. Đây các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi. Và tôi sẽ quyết định lấy cái bút này chính là cái bút để thiết kế. Tôi sẽ cầm và tôi kéo vào trong phần Photoshop. Ở trong phần này thì các bạn chỉ cần ấn vào biểu tượng cho tôi đó là Ctrl Shift U nhá. Ctrl Shift U này nó trở thành cái đen trắng. Và sau khi mà trở thành đen trắng thì bạn phóng to lên cho tôi và lúc này tôi ấn vào biểu tượng là Ctrl Z để cho nó đậm lên một độ. Chọn vào Multi là làm đêm độ này, đậm chưa? Đậm rồi thì lại phải gộp nó lại trở thành một bằng Ctrl E. Thì bây giờ tôi quyết định cái này trở thành bút của tôi bằng cách như sau. Nhớ nha. Chúng ta sẽ có rất nhiều cách chọn. Ví dụ chúng ta chọn vào Select và chúng ta chọn vào Color. Cái này nó có giá trị cho chúng ta là chọn vào màu ghi thì nó sẽ chọn màu ghi cho chúng ta. Nếu mà chúng ta sổ xuống chúng ta chọn màu đen thì nó sẽ chọn màu đen cho chúng ta. Nhưng đen thì nó ít thôi, không có đen chỉ có ghi thôi. Các bạn nhìn nhá, tôi sổ xuống tôi sẽ chọn vào ghi. Và sau khi chọn ghi xong thì ấn OK thì tự khắc tôi sẽ chọn được cái này. Và sau khi chọn cái này xong thì các bạn sẽ làm một cái thao tác như sau. Đó là Ctrl+C bước số 2. Chọn được vùng chọn, bước thứ hai là Ctrl+C. Sau đó thì bạn chọn vào Edit và biến nó trở thành một cái bút của chúng ta. Và đây là cái bút chúng ta vừa mới tạo ra. Nhìn thấy bút tạo ra chưa? Từ cái này này. Đó, xong rồi thì tắt đi thôi. Cái này cần gì nữa đâu. Nhưng bút của chúng ta đã có. Nhìn chưa? Câu chuyện này nếu mà tôi đang dùng mặt nạ màu trắng và tôi chọn với bút màu đen. Và cái này là 100% thì tôi tích đến đâu hình sẽ biến mất đến đấy. Các bạn có nhìn thấy hình sẽ biến mất đến đấy chưa? Nhìn này chưa? Đúng không ạ? Hình sẽ mất đến đấy mà. Nhưng trong phần này thì của tôi thì tôi lại không thích chọn như này mà tôi sẽ chơi một cái trò như sau. Ctrl Z lại tí. Lúc này tôi sẽ tích vào phần phía bục trước nhá. Nhìn này tôi sẽ tích một phát vào bục trước à. Mất nhiều lần. Tích vào đây. Nhưng khi tích như này thì các bạn thấy nó đều theo một chiều của bút đó. Nên tôi nghĩ rằng bạn hãy chọn cho tôi một giá trị về F5. Để làm gì ạ? Điều khiển cái đầu bút tôi một tí. Điều khiển đầu bút nào bằng cách nào? Tôi tích vào đây. Các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ có biểu tượng là xoay ở các đầu bút khác nhau. Chiều hướng khác nhau. Tích một cái sẽ xoay một cách khác nhau. Còn nếu mà bạn thích opacity khác nhau nữa thì bạn sẽ tích vào đây cho tôi một tí nữa. To nhỏ này. Sau đó bạn chọn transfer nhé. Ok xong. Bây giờ tôi đã xong rồi. Bây giờ cái việc của bạn tích vào đây nó xoay chiều này. Nhìn lên nó xoay, tự xoay chiều chưa? Và khi mà tôi tích vào những cái vị trí như thế này. Đó. Sau khi tôi tích xong như này thì có phải các bạn có thấy nó bị thủng đi không ạ? Nhìn chưa? Và sau khi bị thủng như này thì người ta mới được quyền làm theo một cái thao tác là gì? Đảo chiều cái bút của tôi bằng Ctrl+Y. Thì cái phần này chính là phần hiện lên. Có nhìn thấy phần hiện lên chưa?
đảo chiều mà những cái gì mà thủng đi thì bây giờ nó lại hiện, và những cái gì không hiện thì nó bây giờ nó mất, thấy chưa? Lúc này chúng ta mới thu nhỏ lại vị trí của chúng ta, bắt đầu làm một cái thao tác. Đoạn này nó tung tẩy này, thu nhỏ đầu bút lại một tí. Sau đó chọn cho tôi opacity dưới tầm khoảng tầm này. Và bắt đầu theo một cái công cuộc là màu đen nó mất hình nên là tích nhà nhá, tích 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 này. À, nhìn chưa? Tôi sẽ thu nhỏ, tôi tích vào đây để tôi lấy một cái chất nghệ thuật trong đây. Ok, tôi sẽ tích vào đây, tay nó sẽ rõ ra một tí. Được chưa? Đây là một trong những cái cách lấp liếm để làm sao để cho chúng ta làm được nhiều hơn nhá. Đây chỉ là cách lấp liếm thôi nhá. Ok, tôi sẽ xóa cái phần mặt cô gái đi, không được để phần mặt cô gái để cho nó tương tác như thế này. Thế là chúng ta đã ghép được một đối tượng vào, nhưng nó khá là đơn giản và nó không quá là kỳ công trong cái chuyện là làm thế nào để có được cái biểu tượng đấy, được chưa? Còn cái vòng tròn này bạn muốn nó hiện lên hay xuống thì cũng rất đơn giản gì nhá. Tôi cho bạn xem này. Lúc này chúng ta sẽ dùng cái hình tròn với khả năng kỹ năng bằng tay của chúng ta vẽ một cái vòng tròn như này. Vẽ xong đừng buông chuột, giữ phím An cho tôi một cái, đặt vào vị trí đẩy lên trên, giữ phím An đặt vào đẩy nuôi vào trong, đẩy lên trên. Vẽ phát ăn ngay, nhìn thấy được cái này chưa? À, sau khi đã có cái này xong thì các bạn sẽ đổ cho tôi một cái màu được trong cái mặt nạ này. Ví dụ đổ màu trong mặt nạ thì người ta bằng làm một kiểu gì ạ? Nào, bây giờ để muốn mặt nạ của chúng ta đây ạ, chúng ta sẽ đổ màu bằng kiểu gì? Đổ màu trắng thì là xuất hiện đúng không? Nên là tôi sẽ đổ màu trắng bằng phím An. Chúng ta đẩy ra phím An này, các bạn nhìn nhá, An, Mách, An đen. Nhìn thấy rõ hình không? Nhưng đáng nhẽ cái phần này nó phải là phần gì ạ? Mất hình không? Chúng ta sẽ chọn vào An đen. Chúng ta chọn vào can trôn đen. Nhìn thấy cái vòng của tôi chưa? Có nghĩa là khi mà tôi ấn vào can trôn đen thì nó sẽ đổ màu trắng vào đúng vị trí này, nên là cái hình này sẽ được xuất hiện ở chỗ này. Sau đó bạn sẽ dùng công cụ chuột phải chọn vào transform selection là điều chỉnh vùng chọn nút vào trong. Đây là điều chỉnh vùng chọn bên trong, tôi giữ phím An, tôi kéo vào đây. Các bạn có nhìn thấy cái hình này của tôi chưa? Sau khi tôi đã có xong bên trong này rồi thì tôi ấn Enter, thì bây giờ tôi sẽ chơi một cái trò như sau là tôi lại đổ màu đen vào bằng lệnh là An đen. Các bạn sẽ thấy là cái vòng tròn của tôi đã có rất là rõ ràng, rất là sắc nét. Thì lúc này phần phía dưới muốn hiện hình thì tôi dùng bút B quay trở lại với X là màu trắng và tôi phóng to lên và tôi sẽ tích vào đây. Nó hiện hình. Nhìn thấy chưa? Hiện hình rồi. Xong. Tiếp theo phần tay cô gái đặt vào đây. Được chưa? Tôi sẽ xóa tay cô gái đi ạ. Đây, tôi tích một tí nữa để cho cô gái nó sẽ được như này. Phần phía dưới biến mất. Đây, cái hình của tôi nó sẽ đặt như này. À, thế là cái này của tôi đã đặt xong. Nhưng mà sau khi đặt xong, bây giờ có nhiều người rất là thích, nhưng mà là cái tay nó phần lên phía trên nữa, đúng không ạ? Thì các bạn chỉ cần làm cho tôi mỗi cái thao tác là dùng pen. Tích vào đây cho tôi một điểm. Tích vào đây cho tôi một điểm. À, đổ rất là thoải mái nha, các bạn có thể tích đây cho tôi, tích vào đây cho tôi, tích vào đây. Ok, Ctrl Enter. Ctrl Enter, đổ cho tôi một cái màu đen vào đây là xong, là Ctrl đen. Quên mất chúng ta dùng lệnh là ở vị trí này của chúng ta đang là mặt nạ. Tôi muốn đổ cái màu đen vào đây để cho nó mất hình bằng Ctrl đen. Xem nào. Đấy, các bạn có nhìn thấy là cái vị trí tại sao nó lại chọn ra vùng chọn bên ngoài không? Nhìn chưa? Vẽ pen xong ấn Ctrl Enter lại ra vùng chọn bên ngoài. Tôi ấn Ctrl Z lại nha, nhìn này. Phóng to cho các bạn xem. An Shift, chúng ta ấn vào Ctrl cộng. An Shift cùng lúc ấn dấu cộng này, nhìn thấy chưa? Các bạn nhìn nhá, trong cái quá trình khi dùng pen của chúng ta đang chọn thuộc tính này. Nếu chọn thuộc tính này thì ấn vào Ctrl Enter nó chọn bên ngoài, bạn hãy trở về trạng thái đầu tiên cho tôi. Tôi ấn vào Ctrl Enter cho các bạn xem thì lúc này đối tượng của chúng ta là vùng bên trong, nhìn chưa? Và lúc này chúng ta chỉ cần chọn vào mặt nạ, đổ một cái miếng màu đen vào đây thì hình của chúng ta sẽ biến mất. Ctrl gì? Ctrl đen. Có nhìn không ạ? Và Ctrl đen xong thì chúng ta đã có được cái hình này. Nếu mà muốn kỹ nữa của các bạn thì bắt buộc các bạn phải làm một cái thao tác là cho cái đầu bút chúng ta nhỏ lại, đúng không ạ? B. Thu nhỏ đầu bút này, chọn hoặc là chọn một cái đầu bút khác.
bút khát điểm gì ạ? Đi qua khe của cái tay thì cũng phải có chứ. Nhìn chỗ này chưa? Cái này là màu trắng nha. Rồi chỗ này cũng có tí một màu vàng chỗ này. Đó, thế là tôi đã làm xong được cái việc hình của chúng ta đã xong. Thế là đã chòi ra ngoài rồi. Nhìn chưa? Còn bạn nào muốn là tả cho nó kỹ nữa thì hãy tạo ra cho tôi bóng đổ trên cái vành này nữa thì tốt quá. Có nghĩa là chúng ta đã rất kỹ tính trong việc thiết kế của chúng ta rồi. Nhìn thấy chưa? Cho tí cây xanh là đẹp ngay. Đúng không? Cho tí hoa hoét là đẹp ngay, đúng không? Rồi tiếp theo, bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần tiếp theo nữa là chúng ta chọn vào đây. Cái này thì các bạn sẽ chọn cho tôi việc cắt ra thôi. Cầm này, cắt ra. Chọn Photoshop. Sau khi chọn Photoshop xong thì cái việc này là việc cắt của các bạn, nên tôi sẽ chọn vào Pen. Chúng ta chọn vào Pen. Nên là các bạn nhớ nhá, nó vẫn ăn thua vào cái giá trị thẩm mỹ của các bạn thôi. Các bạn thẩm mỹ tốt thì các bạn sẽ làm cho nó đẹp đây mà. Tôi sẽ chọn vào đây, làm về thiết kế chúng ta phải rất kỹ. Kéo xuống dưới, chúng ta sẽ chọn vào đây, giữ ship. Tích vào đây, một thằng. Sau đó bạn sẽ chọn vào đây cho tôi nhá. Tiếp theo chọn vào đây. Cố gắng làm sao bẻ góc thật là kỹ cho tôi cái. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ chọn vào vị trí tiếp theo. Bẻ theo chiều của đường cong. Tiếp theo bẻ theo chiều đường cong. À, có những người thì khi mà làm xong thì vẫn cắt được hình, vẫn làm, nhưng mà độ sâu của hình này không có độ nhấn nhá, không có cái việc mà kỹ tính trong cái sản phẩm mình đẻ ra. Bởi vì đằng nào mình cũng mất công rất là nhiều rồi. Hãy làm cho nó trở thành hồ sơ đi. Hồ sơ xin việc nhá. Mất công làm thì cũng phải làm như thế này, địa chỉ điện thoại email chưa nói là nó phải chuẩn đét nhá. Ok, chúng ta sẽ chọn xuống đây, chọn xuống đây cho tôi. Ok, chọn đây. Tôi sẽ cứ kéo sang bên này cho các bạn tại vì nó là đường thẳng mà. Đây là một trong những thứ mà làm dễ nhất bởi vì nó thẳng tưng. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ tiếp tục chọn vào pen, chúng ta tích vào đây một điểm. Chúng ta tích vào đây một điểm được không ạ? Ok, chúng ta sẽ đẩy lên đây. Rồi mình cứ đi từ từ để mình làm cho nó cẩn thận, cho nó kỹ nào. À, kéo vào đây. Chúng ta sẽ kéo vào đây, kéo ra bên tay phải, xong chúng ta tích sang đây, tích xuống đây. Những cái từ làm đường thẳng là sướng nhỉ? Nói chung là cứ cắt tí là cũng xong. Kéo ra đây, xong rồi kéo xuống dưới. Được chưa? Rồi kéo xuống đây nhá. À, các bạn không thích cái né thì các bạn vào Ctrl Enter cho tôi. Sau khi mà ấn vào Ctrl Enter xong thì các bạn chỉ cần ấn vào Ctrl Z cho tôi cái thì tự khắc tôi đã có được cái hình. Và tắt bỏ cái hình này đi. Đồ lập ra một layer mới và đổi cho tôi một cái màu, đó là màu tím, cho xuống dưới tất cả. Được chưa? Bây giờ sau khi đã có được cái hình xong thì bắt đầu chúng ta dùng cái phương pháp như sau, là dùng công cụ M. Nhìn này chưa? Shift M. Chọn đây cho tôi. Nhìn nhá, nhìn này. Chúng ta ấn vào biểu tượng dao, Ctrl Z. Dùng V kéo sang bên này cho tôi. Ctrl T. Chuột phải chọn vào đối diện. Kéo vào đây. Nhìn thấy chưa? À, thế là chúng ta đã có được cái hình của chúng ta rồi. Tiếp theo cái phần nữa thì các bạn sẽ nhìn cho tôi đó là gì ạ? Chúng ta ấn vào Ctrl T. Chúng ta giữ phím Ctrl, chúng ta đẩy vào trong như này để cho nó vào khít vào hình của chúng ta. Nhìn thấy chưa? Sau khi đã làm xong được cái biểu tượng bên này nó bắt sáng rồi thì chúng ta sẽ tạo ra một cái mặt nạ. Ví dụ đây là muốn chỉnh màu nhá, nhìn này. Chúng ta chọn vào đây, chúng ta sẽ chọn vào Ctrl N cho tôi và tôi chỉnh màu cho các bạn xem, tôi cầm tôi kéo vào đây. Đây là tối đúng không? Các bạn nhìn thấy chưa? Tối khi mà bạn kéo làm sao để nó trùng màu với nhau được thì là xong. Và sau khi làm xong cái này thì tạo ra mặt nạ cho tôi và dùng bút B và xoa cái biểu tượng hình này đi bằng phím màu đen 52 xóa đi. Ok, thế là xong cái này đúng không? Sau khi làm xong ép nó trở thành một cho tôi. Nha, ép tất cả thằng này là một đây. Thằng này là một đúng không? Ctrl E cho tôi. Và lúc này chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng như sau. Nha, có cái này rồi. Đúng chưa? Cái phần hình này nó rất là đơn giản, khi bạn làm thôi, bạn sẽ chơi trò khóa nền, dùng phím gì? Gì? S. Chọn vào đây, tích vào đây. Xuống đây. Tích vào đây, xuống đây, tích vào đây, xuống đây, tích vào đây, xuống đây, tích vào đây, xuống đây. Đấy, xong rồi. Đấy, các bạn sẽ làm cho nó nhòe ra, chuyện đơn giản mà.
Đấy, ok. À, sau đó thì chọn Spot and Invert thì thu nhỏ bút lại và xoay qua những cái vị trí cùng cần thiết, là từ khắc nó sẽ đắp hình lại cho các bạn. Thế là tôi đã hoàn thành trong cái việc mà tôi phục chế được cái sản phẩm rồi. Sau khi đã có sản phẩm xong thì bạn save S lại và ấn Enter cho tôi. Đó là nó vào đâu thì kệ nó, được chưa? Bây giờ sản phẩm đã được xong, chúng ta sẽ dùng công cụ M và chơi trò là Ctrl X, sau đó Ctrl Shift V, đặt đối tượng sang bên tay phải. Chúng ta chọn vào tiếp theo một cái giá trị nữa đây, M. Chọn vào đây là Ctrl X, Ctrl Shift V là paste tại vị trí và chúng ta sẽ đặt vào đây. Được chưa? Sau khi đã đặt xong được cái vị trí của tôi sẽ chọn 1, chọn 2, chọn 3, chọn cả ba cái này. Chúng ta sẽ biểu tượng là đưa sang cái file thiết kế của chúng ta thôi. Đây ạ. Cái sản phẩm của chúng ta đã được đưa sang, chúng ta ấn vào Ctrl T và tôi thu nhỏ lại cho các bạn. Thấy chưa? Chúng ta sẽ có một cái sản phẩm như thế này. Enter, chuột phải chọn vào biểu tượng. À, cái hình của chúng ta nó đang hơi bị đen này, các bạn có nhìn thấy cái chỗ này đen của tôi chưa? Chuột phải chỗ này nhá. Nhìn này. Để muốn đen hay không thì chúng ta cứ chuột phải chọn vào cái hình của tôi đã. Nhìn chưa? Khóa nền lại. Sau đó dùng bút Y ngắn chọn vào chính cái màu đó và B. B của chúng ta thu nhỏ đầu bút lại và tô. Hết luôn màu đen. Nhìn chỗ này chưa? Đúng màu chưa? Hay xong. Chọn vào Ctrl gì? E. Thế là đã xong rồi. Hình là đã xong được. Tiếp theo sau khi làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ chọn cho nó một cái vị trí của cái bóng của thiết kế của chúng ta. Đây ạ. Chọn vào vị trí số 1. Đẩy luôn lên đây. Vị trí số 2 chúng ta sẽ đẩy luôn lên đây ạ. Dịch bằng tay nhá. Cái này nuôi xuống dưới một tẹo nữa này. Để nó ra trước sau này, chút ta chuột phải đẩy lên đây này. Nhìn chưa? Thế là chúng ta đã có ba cái hộp rồi. Ok, chọn cả ba và đẩy sang bên tay phải cho tôi, đặt đúng vào cái hộp này. Đừng để nó trùng là được. Sau khi làm xong, bây giờ các bạn được quyền có thể là một là bạn ép nó lại, không thì bạn sẽ làm cho tôi thao tác nhá. Để muốn một sản phẩm sắc nét, bạn hãy ấn vào Ctrl Z bước 1. Hãy chọn cho tôi hòa trộn đầu tiên làm sáng ảnh. Sau đó ấn vào Ctrl Z tiếp theo một lần thứ hai, bạn hãy hòa trộn làm tối ảnh. Các bạn sẽ nhìn thấy cái sự sắc nét của một sản phẩm của chúng ta đã được đẩy lên. Tiếp theo tôi cũng chọn vào cái số 2, Ctrl Z là cái đầu tiên, chọn hòa trộn làm sáng ảnh. Ctrl Z cái thứ hai, các bạn sẽ chọn hòa trộn làm tối ảnh cho tôi. Nhìn chưa? Cũng tương tự như vậy, tôi sẽ chọn vào Ctrl Z tiếp theo, chọn vào hòa trộn làm sáng ảnh. Ctrl Z tiếp theo một lần nữa, hòa trộn làm tối ảnh. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy cái sản phẩm của chúng ta đã được đặt vào đúng vị trí mà chúng ta mong muốn về thiết kế của chúng ta rồi. À, sau đó thì chúng ta sẽ save lại cái phần thiết kế của chúng ta, TK, Enter. À, sau đó thì bây giờ đến tiếp theo của các bạn nữa, đó là gì ạ? Chúng ta sẽ chọn vào vị trí. Ở đây thì có rất là nhiều thể loại về cái hình cho các bạn. Bạn có thể chọn cái hình này cho tôi. Nhìn thấy chưa? Cái hình này là một trong những cái hình mà bông hoa chúng ta có thể lấy ra. Ví dụ tôi tích vào đây, tôi sẽ đặt vào vị trí của Photoshop. Tôi đặt vào đây. Ctrl A chọn hết. Ctrl C copy. Còn nếu mà bạn nào mà thích lấy thì chúng ta sẽ chọn select này. Chọn vào biểu tượng là co răng này. Chúng ta sẽ chọn vào sắc độ ghi nó được cái này. Ấn OK thì các bạn có nhìn thấy ấy. Bông hồng tôi lấy được cái đoạn này chưa? Và đã lấy được rồi thì tôi sẽ làm thế nào? Tôi chọn vào Edit và tôi lại biến nó trở thành một cái bút của tôi ạ. Và để trở thành bút rồi thì tôi ấn OK. Thế là tôi đã có bút xong. Nhìn thấy bông hoa tôi chưa? Bút hoa luôn. Bây giờ việc còn lại của các bạn là các bạn tắt đi cho tôi. Không cần thiết nữa. Thu nhỏ đầu bút này. Bây giờ là câu chuyện của chúng ta là kéo màu. Y ngắn chỉ vào đây. Lập ra một layer mới và dùng bút B. Tích vào đây được không ạ? Nhìn chưa? Màu này hơi bị xỉn quá. Chọn vào đây. Màu hồng nhá. Nào màu hồng này. Đấy chưa? Các bạn có thể tạo ra những cái biểu tượng bút nhỏ nhỏ như này. Đấy chưa? Đấy. Còn nếu không thì dùng hoa thật. Có hai cách. Nhưng mà thường thường tôi từ đoạn này tôi hay thích dùng nét hình. Nó sẽ dễ hơn cho các bạn. Đây ạ. Các bạn có thể phóng to. Xoay đầu bút đi một tí.
xoay đầu bút đi một tí nhá. Đấy rồi. Bây giờ thì bạn sẽ tích vào đây cho tôi một đồ nữa. Và có thể là ấn vào biểu tượng như sau, bút B, xoay đầu bút lại, màu hồng tươi hơn. Rồi. Sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ tất cả những đối tượng của chúng ta, bắt đầu chúng ta sẽ phủ màu lên cái bước cuối cùng. Bước cuối cùng của chúng ta đó là tạo ra một biểu tượng gradient trong suốt. Phần này thì các bạn sẽ sổ xuống cho tôi, chọn vào gradient. Gradient nha. Tâm sáng đây thì bạn ấn vào reverse, nó đảo ngược cho các bạn là gradient của chúng ta là đậm sẽ bên ngoài và sáng sẽ bên trong. Ấn vào đây, nhìn thấy chưa? Tâm sáng nó nằm ở đâu? Đặt vào gần mặt cô gái và phóng to cái độ này ra. Ví dụ cái này đang là 100, bạn có thể đẩy lên tí là nó rộng hơn, nhìn rộng hơn xung quanh chưa? Sau khi đã làm xong được cái biểu tượng này, bạn hãy chọn cho tôi hòa trộn nó là short line, thì tự khắc cái xung quanh của chúng ta nó sẽ sắc nét, nhìn này trước sau. Nhìn chưa? Đó, thế là tôi đã nhấn nhá được xong một cái độ. Bước thứ hai của các bạn là gì ạ? Sau khi làm xong, bạn hãy phủ cho tôi cùng một cái loại blend màu cho tôi, đó là chúng ta chọn vào cái Carnivore. Carnivore như này thì các bạn sẽ phủ cho toàn bộ tất cả những hệ thống của các bạn nhé, cho nên trên tất cả này. Được chưa? Cái này các bạn sẽ chọn cho tôi đầu tiên là trung gian. Trung gian bạn muốn mà sáng hồng, các bạn sẽ đẩy cho tôi là gì ạ? Bắt đầu áo và vàng, ok, nhìn thấy chưa? Da mặt cô gái nó sẽ sắc nét. Rồi tiếp theo, chúng ta sẽ chọn vào tông sáng của chúng ta đây ạ. Sáng này này. Sáng này chúng ta sẽ làm sao cho nó sáng lên tí. Cho nó đỏ lên tí nữa là cho nó hồng hơn. Nhìn chưa? Bắt đầu nó đá sang vàng nhiều này. Nhìn này, giảm vàng đi tí. Được chưa? Sau khi mà vàng xong thì đối nghịch với màu xanh, nên là tôi sẽ chọn vào biểu tượng cuối cùng, đó là shadow này. Chính là vùng tối của các bạn. Vùng tối này tôi sẽ thiên về tím. Tôi kéo vào đây tím hơn. Tôi sẽ kéo vào đây tiếp theo một tí nữa. Ok, tức là da mặt tất cả những cái này được phủ lên một lớp màu, đó là màu tím rồi các bạn. Ok. Và lúc này chúng ta kiểm tra trước và sau. Ok, thì bài hôm nay chính là cái bài mà tôi đã dạy cho các bạn về cái thiết kế một cái sản phẩm liên quan đến về làm đẹp, về mỹ phẩm cho các bạn. Với cái biểu tượng này, các bạn nhớ là các bạn sẽ về nhà, các bạn sẽ làm cho tôi một bộ liên quan đến hệ thống về làm đẹp. Và cái này nó cũng khá là đơn giản thôi. Các bạn sẽ về nhà tập luyện nha. Các bạn nhìn nha, từ cách mà xử lý da đến phần đặt chữ, đến phần xử lý hình thể,